Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 661, động viên trước thi đấu. Lưu Thành Bình cười nói, tôi thấy hai bức tranh chữ này mỗi thứ mỗi vẻ, ngày hôm nay thông qua huấn luyện viên Ngưu cùng đồng chí Trương múa bút tại đây, hướng về người yêu thích thể thao trên cả nước mà biểu diễn, nói lên anh tài giới thể thao chúng ta cũng không phải là đầu óc giản đơn tứ chi phát triển, mà đồng dạng chúng ta cũng có văn nhân nhã sĩ. Thứ mà người công tác trong ngành thể thao chúng ta theo đuổi là phát triển toàn diện đức trí thể. Triệu Vĩnh Phúc là người đầu tiên vỗ tay lên, lập tức hiện trường vang lên một tràng pháo tay, hắn là lão tổng của tập đoàn, hôm nay rất nhiều người tới đây đều là người của tập đoàn Thái Hồng, đương nhiên đều cổ vũ cho hắn. Lưu Thành Bình lại nói, đương nhiên, viết chữ vẽ tranh chỉ là nghề phụ của chúng ta, nghề chính của chúng ta là thể dục, chỉ có xuất ra phong cách trên trận đấu điển kinh, thi đấu ra thành tích, đấy mới thực sự là cường giả. Trong lời nói của Lưu Thành Bình tràn ngập ủng hộ đối với Ngưu Tuấn Sinh. Trương Dương đã đi trở về vị trí của mình. Cơ Nhược Nhạn bảo người thu lại bức tranh chữ của Ngưu Tuấn Sinh, Triệu Vĩnh Phúc lúc trước từng nói qua muốn lấy bức tranh đẹp này tặng cho hắn, còn về bức tranh của Trương Dương, nàng còn phải xin ý kiến, tuy rằng hai chữ này có chút hỗn đản, bất quá viết thật sự là không tồi. Triệu Vĩnh Phúc trả lời rất đơn giản, nhìn thấy đẹp thì cô cứ lưu lại đi. Cơ Nhược Nhạn bị những lời này của lão tổng làm cho mặt nóng lên. Đẹp thì đẹp nhưng mình cũng không thể đem treo hai bức tranh này ở trong phòng làm việc. Lưu Thành Bình cũng là người biết hàng, mặc dù không vui đối với Trương Dương, nhưng chữ thật sự là không tồi. Hắn mỉm cười nói, cô Cơ, bức tranh chữ này tặng cho tôi đi. Tạ Vân Phi tương đối căm tức đối với việc làm của Trương Dương, lúc ăn cơm trưa, y cả mắt cũng không nhìn tới Trương Dương, y cho rằng từ khi Trương Dương đến Nam Tích tới bây giờ vẫn không ngừng gây ra phiền toái cho mình. Lần thi đấu tranh giải điền kinh này, chắc chắn thành tích của Bình Hải sẽ không quá tốt, nói không chừng Lưu Thành Bình muốn mượn cơ hội này điểm danh phê bình bọn y. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng qua đám quan chức thể dục thể thao của Bình Hải đối với việc làm của Trương Dương đều kêu to thống khoái, lúc ăn cơm, rất nhiều người đều chủ động nâng ly chạm cốc cùng Trương Dương, viết lên hai chữ đó rất hả giận, có người nói, chủ nhiệm Trương, cũng chỉ có anh mới có thể viết lên hai chữ đó, vừa rồi mặt vị quản lý kia đỏ dần. Trương đại quan nhân Dương Dương đắc ý nói, có gì đáng đỏ mặt. Về cái chữ cứng lên kia, tôi nói mọi người không thể trong sáng một chút được sao, tôi là hy vọng Điền Kinh Bình Hải chúng ta có thể cứng lên một phen, là một tỉnh lớn có kinh tế mạnh như vậy mà ở Điền Kinh lại có thể không có vị trí của chúng ta, đám người công tác về thể dục thể thao chúng ta cũng là không có ánh sáng trên mặt. Tạ Vân Phi không nhịn được nói, cậu Trương, cậu nói ít đi vài câu đi, đừng cứng lên cái gì, nơi này là chỗ công chúng. Trương Dương nói, chủ nhiệm Tạ, thật ngại quá, tôi thật không biết ngài không thích cứng lên. Lý Hồng Dương luôn luôn không nói chuyện cũng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, một ngụm rượu đang ngậm trong miệng văng ra ngoài, văng thẳng lên mặt và người của Tạ Vân Phi, vẻ mặt Tạ Vân Phi nhất thời thay đổi, Lý Hồng Dương vừa nhìn đã biết chọc phải chỗ thủng, cuống quýt nói, thật xin lỗi, chủ nhiệm Tạ, thật sự tôi vô ý. Tạ Vân Phi tức giận đến méo cả mũi, y đẩy ra Lý Hồng Dương một cái. Đứng dậy đi đến hướng toilet. Trương Dương nở nụ cười ha ha, Lý Hồng Dương đau khổ nói, chủ nhiệm Trương, anh không nên hại người như vậy. Trương đại quan nhân cười híp mắt, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nói, tôi hại anh sao? Làm sao tôi không biết vậy? Buổi chiều trở lại khách sạn thể dục, mới vừa xuống xe buýt, Trương Dương liền thấy được chiếc xe BMW Mini của Lâm Thanh Hồng đỗ ở cửa khách sạn, Lâm Thanh Hồng đang ngồi đợi ở trong xe. Trương Dương đi tới. Nhìn vào bên trong xe, Lâm Thanh Hồng đeo kính râm, không nhìn rõ được biểu tình trên mặt nàng, Trương Dương cười nói, chị dâu, chị đã dậy rồi. Lên xe, giọng nói của Lâm Thanh Hồng rất nghiêm túc. Trương Dương nhìn chung quanh, kéo cửa xe ra tiến vào rồi ngồi xuống. Lâm Thanh Hồng lái ô tô đi tới công viên Nhàn Vân Sơn, sau khi dừng xe, nàng chỉ vào con đường rộng rãi trong công viên, vào bên trong đi một chút. Trương Dương đi theo nàng vào công viên. Đi vào nhà thủy tạ trên hồ nước của công viên, nơi này có quán trà Nhàn Vân. Hai người ngồi xuống ghế ở nhà thủy tạ, Lâm Thanh Hồng kêu một ấm hồng trà, ánh mắt nhìn phía trời chiều ở phương xa. Trương Dương hắng giọng một cái, cầm lấy tách trà nói, chị dâu, hình như chỉ có chút nghiêm túc. Lâm Thanh Hồng chuyển hướng hắn, tháo kính râm xuống, trên mặt không có vẻ cười, lẳng lặng nhìn thẳng vào con mắt của hắn nói, tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trương đại quan nhân bị Lâm Thanh Hồng nhìn thẳng không khỏi có chút xấu hổ, dù sao chuyện tối hôm qua cũng khó mà nói ra,
nếu như nói nàng cởi hết rồi liều mạng xông tới hướng lồng ngực của mình thì Lâm Thanh Hồng biết giấu mặt đi đâu được. Sau này hai người bọn họ làm sao quan hệ nữa? Trương Dương cười nói, chị cùng Hải Tâm đều uống quá nhiều, tôi lái xe của chị đưa chị về nhà, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý Tào Tĩnh của chị, nhờ cô ấy phụ trách trông nom chị. Lâm Thanh Hồng cắt đứt lời nói của Trương Dương, có phải tôi đã có gì thất thố hay không? Trương Dương lặng đi một chút, hắn uống ngụm trà, cười nói, người uống quá nhiều đều giống nhau, không có gì. Lâm Thanh Hồng lấy ra một tấm ảnh chụp đẩy tới trước. Trương Dương nhìn thoáng qua tấm hình, nhất thời trong đầu óc kêu, ông, một cái, hắn cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, đầu tiên hắn nghĩ đến là có phải Lâm Thanh Hồng tìm người chụp lén hay không. Trương Dương sinh ra hoài nghi như vậy cũng rất bình thường, dù sao Lâm Thanh Hồng đang muốn ly hôn với Lương Thành Long, nếu tấm ảnh chụp này tới tay của Lương Thành Long sẽ có cảm giác như thế nào? Chẳng lẽ tối hôm qua Lâm Thanh Hồng là cố ý bố trí một cái bẫy, hãm hại mình tiến vào sao? Nhưng vừa nghĩ lại thì hẳn là không, hắn và Lâm Thanh Hồng quen biết lâu như vậy, quan hệ với nhau luôn luôn không tồi, sự nghiệp của Lâm Thanh Hồng lớn như vậy, nàng hẳn là khinh thường sử dụng thủ đoạn như vậy. Dù sao này nếu lấy tấm hình này bức Lương Thành Long ly hôn, đối với chính cô ta cũng không có chỗ tốt gì. Từ vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thanh Hồng, Trương Dương cũng ý thức được một chuyện, Lâm Thanh Hồng có thể cũng đang hoài nghi hắn. Trương Dương ổn định tâm thần lại một chút rồi nói, chị lấy tấm hình này từ chỗ nào? Lâm Thanh Hồng nói, chồng cũ của tôi đưa cho tôi, có người đem tấm ảnh chụp này đến trên tay y. Trương Dương nói, chỉ có tấm này thôi. Lâm Thanh Hồng không nói gì. Kỳ thật còn có tấm khác, chẳng qua có chút quá chừng mực, nàng ngượng ngùng lấy ra nữa, nàng thấp giọng nói, tối hôm qua rốt cuộc vì sao lại như thế. Trương Dương nói, tối hôm qua rượu nữ nhi Hồng chị uống khẳng định là có vấn đề, tôi hoài nghi có người bỏ thuốc ở trong đó. Lâm Thanh Hồng mấp máy miệng nói, cậu không biết rõ tình hình. Trương Dương hỏi ngược lại, chị hoài nghi tôi. Lúc Lâm Thanh Hồng nhìn thấy tấm ảnh này cũng đích xác hoài nghi Trương Dương, chỉ là sau đó nàng đi tới bệnh viện. Tìm được bác sĩ chuyên khoa ra là bạn cũ của nàng rồi kiểm tra toàn diện cho nàng một lần, xác thực là mình cũng không có bị xâm phạm gì. Lâm Thanh Hồng là một người lý trí, suy nghĩ sự việc rất chu đáo, sau khi chứng minh được giữa nàng cùng Trương Dương không có bất kỳ hành vi đi quá gì, tinh thần của nàng thoáng yên ổn một chút, lúc này mới đến tìm Trương Dương hỏi cho rõ. Lâm Thanh Hồng nói, tôi không hoài nghi anh, chỉ là tôi nghĩ không ra, vì sao chuyện này lại thành như vậy. Trương Dương nói, chúng ta gặp nhau là ngẫu nhiên, tới Túy Ông Cư cũng không phải là chuyện trong kế hoạch của tôi với Hải Tâm. Lâm Thanh Hồng thấp giọng nói, ý của cậu là nói, chuyện này có thể là nhằm vào tôi. Trương Dương nói, chỉ có thể yên tâm, tối hôm qua không có phát sinh chuyện tình gì không tốt, cho dù những người này chụp được một ít ảnh cũng không chứng minh được cái gì. Nghe Trương Dương nói như vậy, Lâm Thanh Hồng có chút ngượng ngùng, nàng cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà để che giấu sự xấu hổ của mình. Trầm mặc một hồi mới nói, Trương Dương, tôi lo lắng chuyện này có thể sẽ mang lại cho cậu một chút phiền toái. Trương Dương cười nói, đối với phiền toái, tôi đã sớm tập mãi thành thói quen, nhìn thấy tấm ảnh này, tôi bỗng nhiên nghĩ đến, có nên gọi điện thoại trước tiên cho Lương Thành Long, giải thích rõ với hắn hay không? Lâm Thanh Hồng nói, hắn rất đa nghi, cậu chủ động tìm hắn nói, hắn sẽ cho rằng cậu giấu đầu lòi đuôi. Trương Dương cười khổ nói như vậy. Chẳng phải là lưng tôi gánh oan đã định rồi. Lâm Thanh Hồng không nói gì, điện thoại di động của Trương Dương vang lên, hắn cầm lấy điện thoại nhìn, dãy số hiện lên là của Lương Thành Long, Trương Dương nói, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, là điện thoại của hắn. Làm trò trước mặt Lâm Thanh Hồng, hắn chuyển nút tiếp cú điện thoại này. Trương Dương còn chưa kịp nói gì, từ trong ống nghe liền truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của Lương Thành Long, hỗn đản, xúc sinh, con mẹ nó mày có phải là người hay không? Tao cùng Lâm Thanh Hồng còn chưa ly hôn, mày lại có thể ngủ với vợ của tao. Trương Dương nhíu mày, tao nói mày có thể bình tĩnh lại hay không? Lương Thành Long đang nổi nóng sao có thể nhịn được đi xuống, giận dữ hét lên, Trương Dương, con mẹ nó mày nghe rõ đây, từ hôm nay trở đi tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt. Trương Dương thở dài, vợ mày cũng đang ở đây, mày nghe cô ấy giải thích đi. Trương Dương lấy điện thoại đưa cho Lâm Thanh Hồng. Lâm Thanh Hồng vốn không muốn nhận. Nhưng Trương Dương đem điện thoại đưa tới trước mặt mình, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận điện thoại, alo. Lương Thành Long nghe thấy thanh âm của Lâm Thanh Hồng, lửa giận trong lòng bốc lên, nghĩ tới tấm ảnh chụp của Lâm Thanh Hồng với Trương Dương kia, liền tức giận đến rung cả người, mắt cũng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, con mẹ nó ai cũng có thể làm chồng,
Lâm Thanh Hồng cũng không phải là tính tình tốt lành gì, Lương Thành Long, anh nói cái gì? Lương Thành Long run rẩy nói, tao con mẹ nó đều thấy được, cởi đủ sạch sẽ, mẹ nó, mày. Con mẹ nó mày còn để cho tao làm người không? Làm cho tao đội nón xanh. Lâm Thanh Hồng cả giận nói, anh muốn nghe tôi giải thích hay không? Giải thích cái gì? Tao con mẹ nó chỉ tin tưởng cái mình nhìn thấy. Cho tao đội nón xanh, tiện nhân. Lâm Thanh Hồng nói, không ai bắt anh, là chính anh tự tìm nón xanh đội lên trên đầu mình. Tao con mẹ nó ly hôn với mày. Lâm Thanh Hồng nói, ly hôn thì ly hôn, nếu không ly hôn anh là đồ hèn nhát. Lương Thành Long nói, gian phu dâm phụ, tao con mẹ nó quyết không tha cho chúng mày. Lâm Thanh Hồng nói, anh là cái thứ gì tốt, tôi muốn làm sao thì làm vậy, nếu anh không ly hôn, sau đó sẽ có một cái nón xanh chờ anh đội. Nói xong nàng tức giận cúp điện thoại, lấy điện thoại ném xuống mặt bàn, tức giận đến mặt trắng bệch, miệng không ngừng phập phồng. Trương Đại Quan Nhân ở một bên nghe được rõ ràng, trong lòng kêu khổ a, hôm nay xem ra mình là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan được, hai người các ngươi ly hôn thì ly hôn con mẹ nó tôi cũng đánh rắm, đem tôi lôi vào để làm gì. Trương Dương nói, chị dâu, chị không nên hại người như vậy. Lâm Thanh Hồng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói, cậu cũng không phải là cái thứ gì tốt, không có chuyện gì, cậu đưa tôi để làm gì. Trương Dương thật sự là dở khóc dở cười, thầm nói tôi muốn là không tiễn cô, ngày hôm nay không chừng Lương Thành Long muốn đội nón xanh thật rồi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, mình là kẻ cơm ăn Hoàng Liên, Trương Dương thở dài nói, tôi không tự trọng, tôi đáng đời, sau này hai người các chị trong miệng ngàn vạn lần đừng đem tôi lôi vào chuyện này. Oán giận thì oán giận. Nhưng chuyện này lại không thể không làm cho bọn họ cảnh giác, Trương Dương cho rằng vấn đề ở trên vỏ rượu, sau khi Lâm Thanh Hồng tỉnh táo lại cũng cho rằng như vậy, chuyện lần này là có người muốn sắp đặt cài bẫy chính mình, Trương Dương chỉ là một người bị hại vô tội. Sau khi nàng đưa Trương Dương về khách sạn, quyết định đi Túy Ông Cư thăm dò, nhìn xem có thể tra ra được cái gì hay không. Chuyện này xảy ra làm cho trong lòng của Trương Dương cũng rất buồn bực, không cần biết có phải nhằm vào hắn hay không, trên thực tế đã đem hắn lôi vào rồi. Lương Thành Long hiện tại giống như là phát điên, nhận thức là hắn đã ngủ với Lâm Thanh Hồng, Trương Dương cũng không muốn tiếp tục hiểu lầm, dù sao bọn hắn là bạn bè nhiều năm như vậy, không thể bởi vì một chuyện hiểu lầm làm hỏng tình bạn. Trên đường Trương Dương trở về phòng, Đinh Triệu Dũng từ Đông Giang gọi điện thoại tới, sao lại thành việc như thế? Cậu với Lương Thành Long làm sao vậy? Trương Dương nói, anh đừng hỏi tôi, anh tìm Lâm Thanh Hồng hỏi đi, chuyện của hai người bọn họ, tôi không muốn nói, cũng không muốn xen vào. Đinh Triệu Dũng liền thở dài, nghe tôi nói này huynh đệ, vợ của bạn không thể động. Trương Dương nói, anh đừng ở chỗ này nói mát, tôi hướng lão nhân gia chủ tịch mà cam đoan, tôi cùng Lâm Thanh Hồng trong sạch, tôi con mẹ nó chỉ cần là có một chút nhớ nhung với cô ta, thì tôi sẽ bị trời tru đất diệt, không được chết tử tế. Đinh Triệu Dũng nói, đến mức đó sao? Đến nỗi phát thể độc. Trương Dương nói, được rồi, không nói nữa, tôi thật sự buồn. Khi Đinh Triệu Dũng gọi điện thoại cho Trương Dương, Lương Thành Long đang ngồi ở trong văn phòng của y, Lương Thành Long xưa nay kiêu ngạo lúc này lại tựa như con công thua trận, ủ rũ ôm lấy đầu, đôi mắt cũng đỏ lên, trong mắt lóe ra lên lệ quang, đại lão ra sợ cái gì? Sợ chính là cháy hậu viện, quá dọa người a. Hơn nữa lần này làm cho y đội nón xanh lại không phải là người khác, mà là bạn thân tốt Trương Dương của y, Lương Thành Long không chấp nhận được, trong lòng có ủy khuất lại không có chỗ nói đi. Chỉ có thể tìm Đinh Triệu Dũng để nói. Trong lòng Đinh Triệu Dũng không quá tin tưởng Trương Dương cùng Lâm Thanh Hồng có cái gì đen tối, mặc dù Lâm Thanh Hồng có chút phong vận, nhưng là dù sao cũng không thể so sánh với tuyệt đại gia nhân bên người Trương Dương kia, huống chi nàng là vợ của Lương Thành Long. Lấy hiểu biết của Đinh Triệu Dũng đối với Trương Dương, hắn thực sự chú trọng tình bạn, sẽ không làm ra chuyện tình đê tiện con mẹ nó như thế. Ngay trước mặt Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng lại gọi điện thoại cho Lâm Thanh Hồng. Lâm Thanh Hồng đem tình huống hướng Đinh Triệu Dũng nói một lần qua điện thoại, cuối cùng ném xuống một câu, hắn thích nghĩ làm sao thì cứ nghĩ. Dù sao tôi đã quyết định ly hôn với hắn, bảo hắn ở Đông Giang chờ ký tên. Đinh Triệu Dũng để điện thoại xuống, cầm lấy tấm hình trên bàn kia nói, tôi thấy chuyện này là một sự hiểu lầm. Lương Thành Long cũng không tin là cái hiểu lầm gì, y chỉ vào tấm hình nói, hiểu lầm. Anh xem bộ dạng thân thiết của bọn nó đi, cô ta. Mẹ nó đều cởi thành cái dạng này, anh còn nói là hiểu lầm. Đinh Triệu Dũng nói, vừa rồi tôi đã hỏi qua Lâm Thanh Hồng, tối hôm qua cô ấy gặp Trương Dương cùng Thường Hải Tâm, mời bọn họ đi uống rượu, trong rượu có khả năng bị người hạ thuốc linh tinh gì đó,
cho nên Lâm Thanh Hồng cùng Thường Hải Tâm đều uống quá nhiều, mà Trương Dương không có việc gì, liền đưa Lâm Thanh Hồng đến Hương Hà Vịnh. Lương Thành Long nói, đương nhiên cô ta sẽ không thừa nhận, tôi con mẹ nó thật sự là mắt bị mù, làm sao lại làm bạn với kẻ như thế chứ, mẹ nó, hắn lại ngủ cả với vợ của tôi. Ninh Triệu Dũng nghe Lương Thành Long càng nói càng kỳ cục, y nhíu mày nói, Lương Thành Long, anh bình tĩnh suy nghĩ lại đi, căn cứ theo lời nói của Thanh Hồng, lúc ấy còn có Thường Hải Tâm ở đây, vì cái gì lại không có ảnh của Thường Hải Tâm? Chỉ chụp riêng Trương Dương cùng hình của cô ấy. Vì sao lại phải đưa tấm ảnh này đến trong tay anh? Anh không biết là một âm mưu sao? Kẻ chụp ảnh căn bản là cố ý chế tạo mâu thuẫn, nếu anh làm thật, anh sẽ trúng kế. Lương Thành Long suy nghĩ lại, chuyện này quả thực có chút không đúng. Nhưng trong hình rõ ràng chụp lại, Trương Dương với Lâm Thanh Hồng ôm cùng một chỗ, Lâm Thanh Hồng chỉ mặc áo trong, y sẽ không nhìn lầm. Ninh Triệu Dũng nói, nếu như anh để ý nhìn, trong mấy tấm hình này cũng không phải bọn họ ôm cùng một chỗ. Là Lâm Thanh Hồng ôm Trương Dương, hơn nữa anh nhìn kỹ vẻ mặt của cô ấy đi, có vẻ thật sự không phù hợp. Lúc này Lương Thành Long cuối cùng bình tĩnh một chút, y xem mấy tấm hình một lần nữa, vẻ mặt đau khổ mắng, đàn bà thối, mẹ nó, vẻ mặt thật phong tương a, làm sao lại chưa từng như vậy đối với tôi chứ? Ninh Triệu Dũng thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, vào lúc này mà thằng nhãi này lại còn có thể băn khoăn như vậy. Lương Thành Long cũng không phải nhân vật tầm thường, sau khi tỉnh táo lại, y cũng nhìn ra một ít manh mối, thấp giọng nói như vậy có người cố ý chế tạo chuyện này. Ninh Triệu Dũng gật đầu nói, 89 phần 10 là như thế, kỳ thật Thành Long này, tôi nói một câu không nên nói, cho dù anh không tin bạn, cũng nên tin tưởng vợ của anh. Lương Thành Long nói, cô ta cũng thừa nhận trong điện thoại rồi. Ninh Triệu Dũng nói, anh cũng không phải không biết tính tình của Thanh Hồng, rất cố chấp, anh không nói lý lẽ, cô ấy càng không nói lý lẽ hơn so với anh. Nếu ngay từ đầu anh có thể bảo trì ôn hòa nhã nhặn, bình tĩnh nói chuyện với cô ấy, tôi nghĩ nhất định cô ấy sẽ giải thích rõ ràng với anh. Lương Thành Long nói, nếu nói như thế, trái lại thành ra tôi không phải, anh ngẫm lại xem, tôi là đàn ông, ai mẹ nó chứng kiến vợ của mình mặc như vậy ôm ấp cùng gã đàn ông khác còn có thể duy trì bình tĩnh. Ninh Triệu Dũng nói, bây giờ anh đã biết mùi vị bị người phản bội, lúc trước anh cùng Bạch Yến, tại sao anh không nói? Lương Thành Long nói, tôi nói Đinh Triệu Dũng này, rút cục anh có phải bạn của tôi hay không chứ? Đinh Triệu Dũng đem tất cả ảnh chụp đều nhét vào trong tay của hắn, bản thân, không phải tôi không đứng ở bên anh, mà là bởi vì chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ lắm, anh đừng hành động vội, nhất định phải bình tĩnh đối mặt với chuyện này, cho người khác một cơ hội giải thích đi, còn nữa, chuyện này tôi sẽ không nói với bất luận kẻ nào, chỉ làm ra vẻ tất cả chưa từng xảy ra. Lúc này trong lòng của Lương Thành Long dễ chịu hơn. Y đứng lên nói, hôm nay tôi phải đi Nam Thích, tôi phải tìm bọn họ giáp mặt hỏi một câu, làm sao cũng phải làm rõ ràng chuyện này. Ninh Triệu Dũng nói, đã mấy giờ rồi, bây giờ anh đi qua đó, đến đó cũng phải hơn nửa đêm. Lương Thành Long nói, không làm rõ ràng chuyện này, trong lòng tôi không yên. Ninh Triệu Dũng thở dài nói, như vậy đi, tôi cùng anh đi một chuyến. Như thế nào, lo lắng cho tôi. Ninh Triệu Dũng nói, làm bạn với tên bạn xấu như anh, tôi con mẹ nó khổ tám đời. Sau khi Trương Dương trở lại khách sạn không bao lâu, Thường Hải Tâm gõ cửa đi vào, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy Thường Hải Tâm trong lòng ít nhiều có chút e ngại, thằng nhãi này còn chưa nghĩ ra phải giải thích chuyện tối ngày hôm qua như thế nào, phía Lâm Thanh Hồng thì không có gờ nhưng Thường Hải Tâm lại thực sự cùng mình tiến thêm một bước ở đó. Vẻ mặt Thường Hải Tâm thực sự bình thường, cùng bình thường không có gì khác biệt, gọi một tiếng chủ nhiệm Trương. Lại cùng Lý Hồng Dương bắt chuyện, nhẹ giọng nói, vừa rồi chủ nhiệm Tạ của Ủy ban Thể dục tỉnh thông báo nói, bảo người phụ trách Ủy ban Thể dục các thành phố chúng ta làm tốt công tác động viên các vận động viên, cổ vũ bọn họ có thể lấy được thành tích tốt trong lần thi đấu tranh giải Điền Kinh lần này. Hai ngày nay trong lòng của Tạ Vân Phi cũng ngột ngạt, hắn cũng hy vọng vận động viên tỉnh mình có thể có thành tích tốt trong trận đấu lần này, đỡ để cho người khác khinh thường. Lý Hồng Dương nói, vận động viên của Nam Thích chúng ta chỉ có một mình Ngưu Trấn Vĩ. Sẽ ở tầng 6. Trương Dương nói, như vậy đi, tôi đi cổ vũ cậu ta. Lý Hồng Dương không phải không thấy qua cái gọi là cổ vũ của Trương Dương, nói là cổ vũ còn không bằng nói là gây áp lực, y cười nói, chủ nhiệm Trương, Ngưu Trấn Vĩ lần này có thể tiến vào trận chung kết đã là phát huy vượt xa người thường, anh ngàn vạn lần đừng tạo cho cậu ta áp lực quá lớn. Trương Dương nói, được rồi, lão Lý, anh cũng đừng đi, tôi tự mình đi nhìn xem. Lý Hồng Dương cũng thấy đi càng nhiều người càng không tốt,
trái lại sẽ tạo cho Ngưu Trấn Vĩ áp lực càng lớn hơn nữa. Trương Dương cùng Thường Hải Tâm cùng nhau rời khỏi phòng, Thường Hải Tâm nói, em không đi, ở trong phòng chờ anh. Nói xong câu đó lại sợ Trương Dương hiểu lầm, liền nhanh chóng giải thích nói, cậu em mời anh ăn cơm. Trương Đại Quan Nhân trừng lớn hai mắt, hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao cậu của Thường Hải Tâm lại phải mời mình ăn cơm. Căn bản là không quen biết, có phải ông ta biết chuyện tối ngày hôm qua hay không? Nghĩ lại là không có khả năng, mặt Thường Hải Tâm cũng mỏng, chuyện này không thể nói. Thường Hải Tâm nói, anh đi nhanh lên, trở lại thì em họ của em sẽ tới đón chúng ta. Trương Dương ừ một tiếng, hắn đi tới phòng 606, rất nhiều vận động viên tham gia trận đấu cũng được an bài ở lại ở khách sạn thể dục, chẳng qua đó nơi vận động viên bọn họ dừng chân không thể so sánh với các quan chức ủy ban thể dục, ba vận động viên ở tại trong một phòng. Khi Trương Dương đi vào trong phòng của Ngưu Trấn Vĩ, Ngưu Trấn Vĩ vừa mới tắm rửa xong, đang sửa sang lại giày chạy đua của mình. Nhìn thấy Trương Dương đi vào liền nhanh chóng đứng dậy, chủ nhiệm Trương. Trương Dương cười cười, hướng về phía gã vươn tay ra. Ngưu Trấn Vĩ xoa xoa ở trên người, lúc này mới nắm tay với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, ngài tìm tôi có việc sao? Trương Dương nhìn thấy trong phòng của cậu ta còn có hai gã vận động viên khác, nói chuyện có chút không tiện, mỉm cười nói, chúng ta đi xuống một chút đi. Ngưu Trấn Vĩ lên tiếng, cùng Trương Dương đi tới dưới lầu. Hai người bước chậm đi dọc theo bên trong đường công viên, Trương Dương nói, ngày mai có trận đấu lúc mấy giờ? Ngưu Trấn Vĩ nói, buổi sáng 10 giờ. Trương Dương gật đầu nói, chuẩn bị thế nào rồi? Ngưu Trấn Vĩ nói, không sai biệt lắm, thành tích của tôi chính là như thế, tranh thủ phát huy ra trình độ thi đấu thể thao tốt nhất. Trương Dương nói, có lòng tin lấy huy chương vàng hay không? Ngưu Trấn Vĩ vừa nghe hắn nói những lời này, trên mặt không khỏi có vẻ có chút khó xử. Cậu ta không phải không muốn lấy, nhưng là không có bản lĩnh kia, Ngưu Trấn Vĩ lấy hết dũng khí nói, chủ nhiệm Trương, thực lực của tôi cùng cường thủ quốc nội còn có chênh lệch, nhất là cùng vài tên vận động viên của Ngưu Gia Quân. Trương Dương nói, tôi thấy cậu là không tin. Ngưu Trấn Vĩ nói, tôi biết rõ tình hình của mình, cho dù tôi lấy trạng thái tốt nhất mà chạy, tôi cũng không chạy được vào ba vị trí đầu. Trương Dương nói, cậu là khuyết thiếu động lực, nếu tôi lấy khẩu súng ở phía sau chỉ vào cậu. Chỉ cần cậu không chạy được đến thứ nhất, tôi sẽ dùng một súng bắn chết, cậu khẳng định sẽ chạy thục mạng. Ngưu Trấn Vĩ không nhịn được cười, chủ nhiệm Trương, cho dù ngài đem pháo bắn ở phía sau tôi cũng không thể chạy được về thứ nhất, thực lực của tôi so với hai gã vận động viên của Ngưu Gia Quân thua kém nhiều lắm. Cậu xem, còn chưa thi đấu, chính mình đã nhụt chí trước. Ngưu Trấn Vĩ nói, chủ nhiệm Trương, tôi không phải nhụt chí, thật sự là tôi không có hy vọng. Trương Dương nói, như vậy đi, trước trận đấu ngày mai, cậu tới tìm tôi y tìm thầy thuốc đông y massage cho cậu, giúp cậu buông lỏng một chút, bảo đảm chắc chắn cậu có thể chạy ra thành tích tốt. Ngưu Trấn Vĩ nói, tôi đã massage qua, không thần kỳ như vậy đâu. Trương Dương nói, nhớ kỹ, 8 giờ rưỡi ngày mai, đúng giờ đến phòng ta. Khi Trương Dương cùng Ngưu Trấn Vĩ trở lại khách sạn, thấy được cỗ xe jeep rách dưới của Viên Phớ Kỳ, hôm nay Viên Phân Kỳ mặc áo da màu đen. Mặt trên treo đầy huân chương lấp lánh, nhìn kỹ thì đồ chơi kia không phải huân chương, tất cả đều là huy hiệu chủ tịch, chẳng qua là tóc đã tắm qua, còn đặc biệt dùng ghim tết lại, một cái đuôi ngựa tóc khá dài đuôi ngựa treo ở phía sau, nhìn thấy Trương Dương, gã nhếch môi liền nở nụ cười, chủ động gọi, chủ nhiệm Trương, tôi đến mời ngài. Trương Dương thật sự không nghĩ ra lý do Viên Chi Ngô mời hắn dùng cơm, cười đi tới, sao dám phiền đại giá Viên đại họa sĩ cậu. Viên Phân Kỳ nói, lão gia tử nhà chúng tôi ra, bảo tôi nhất định phải tự mình đến đón ngài. Trương Dương nói, chị họ cậu còn ở trên lầu đó. Viên Phân Kỳ nói, tôi mới vừa gọi điện thoại qua, chị ấy đang đi xuống. Trong lúc nói chuyện Thường Hải Tâm đã đi ra khỏi khách sạn, hướng bọn hắn đi tới. Viên Phân Kỳ kêu một tiếng biểu tỷ thân thiết, Trương Dương đi vào ngồi xuống bên cạnh gã, đóng mạnh liên tiếp hai cái mới đóng được cửa, trong lòng lải nhải. Xe này cũng con mẹ nó thật là rách nát. Thường Hải Tâm ngồi xuống ở ghế phía sau, không khỏi cười nói, Phân Kỳ, chiếc xe Jeep này của em cũng đủ rách nát. Viên Phân Kỳ nói, không có biện pháp, gần đây giá cả thị trường không tốt, em hơn nửa năm cũng chưa có thu nhập rồi, ngay cả chiếc xe rách này còn may mà có hai chị em tiếp tế. Thường Hải Tâm nói, vậy sao em không đi làm đi, vì sao không đi tới Viên Thư Họa đi? Viên Phân Kỳ nói, Viện Thư Họa của Trung Quốc chúng ta, nuôi được tất cả đều là một đám nghèo kiết hủ lậu, cầm tiền lương quốc gia qua ngày, chiếm đa số là kẻ rốt nát.
Trương Dương ha ha nở nụ cười, hắn có chút đồng tình đối với những lời này. Thường Hải Tâm nói, lời này em cũng đừng nói trước mặt ba em, coi chừng ông ấy đánh em một trận đó. Viên Phân Kỳ nói, em nói rất đúng sự thật, chị xem đám người viện thư họa kia đi, có mấy người là thật tâm nghiên cứu học vấn, bình thường không phải xí nghiệp này mời thì là đơn vị kia mời, sau khi đi liền viết viết vẽ vẽ chút tranh hợp với tình hình, lừa chút tiền đi lại, tiếp tục gạt bữa cơm ăn, em thấy bọn hắn mới là nhục nhã. Thường Hải Tâm nói, cho là em thanh cao, em phải đem các bức tranh đều bán đi được mới kêu thanh cao, hiện giờ ở cái dạng này, cao không tới thấp không xong, em dựa vào cái gì mà thanh cao. Viên Phân Kỳ không phục nói, văn nghệ sĩ chân chính đều là cô độc. Thường Hải Tâm nói, nghệ thuật vốn ở cuộc sống, văn nghệ sĩ cũng phải hấp thu địa khí, bức tranh của em làm cho người ta đều xem mà không hiểu, ai sẽ bỏ tiền ra mua tác phẩm của em chứ. Viên Phân Kỳ nói chị mắng em thì không sao, nhưng đừng vũ nhục tác phẩm của em. Thường Hải Tâm tức giận đến mức vươn tay ra gõ ở trên đầu của gã một cái, chị là vì muốn tốt cho em. Trương Dương cũng cười theo. Viên Phân Kỳ đem bọn họ đưa tới viện thư họa đối diện Đào Nhiên Cư, khách sạn này là tài sản của viện thư họa, đến đó Trương Dương Phương mới biết, hôm nay Viên Chi Ngô mời mình là khách chính. Viên Chi Ngô mặc đường trang hội hè, chân đạp lên một đôi giày vải, thực đúng là kiểu cách ăn mặc thi nhân Trung Quốc. Trương Dương phát hiện Viên Chi Ngô cũng rất đẹp trai, nhà mẹ của Thường Hải Tâm xuất ra không ít nam nhân vật đẹp trai. Viên Chi Ngô nhìn thấy xe jeep đến đây, liền mỉm cười tới đón, ông ta đi hướng Trương Dương, chủ động vươn tay ra, chủ nhiệm Trương, hoan nghênh, hoan nghênh. Trương Dương cười bắt tay cùng Viên Chi Ngô nói, viện trưởng Viên, đã sớm nghe nói đại danh của ngài, vốn định tới bái phỏng, lại sợ có chút đường đột mạo muội, hôm nay cuối cùng có cơ hội gặp mặt, phong thái của viện trưởng Viên thật sự là làm cho tôi bội phục. Đi lên liền vuốt đuôi nịnh bợ, vốn Trương Dương không cần phải vuốt đuôi Viên Chi Ngô như thế, nhưng bây giờ hắn và Thường Hải Tâm đã xảy ra chuyện đó, Viên Chi Ngô là cậu của Thường Hải Tâm, tự nhiên cũng thành trường bối của hắn, khái niệm tôn ti già trẻ của Trương đại quan nhân vẫn là rất mạnh. Nhìn thấy Trương Dương lễ phép như vậy, Viên Chi Ngô liền sinh ra hảo cảm với người thanh niên này, lên tiếng nói, tôi lần này mời chủ nhiệm Trương ăn cơm có chút đột ngột, nhưng thật ra là mấy vị bạn thân trong giới thư họa chúng tôi muốn cùng ngài kết bạn. Chương 663, Hắc Mã. Hai người liền đánh bạc đương trường, chủ nhiệm ủy ban thể dục tỉnh Duyên Đông Kim Thụ Cường ở một bên vui tươi hớn hở nhìn một màn này, thầm nói người thanh niên này không lượng sức mình, trận thi đấu chạy 1.500m nam ngày hôm nay, hai gã đội viên của Ngưu Gia Quân ít nhất bỏ những người khác sang một bên ít nhất 10 giây, Trương Dương nhất định phải thua. Đánh cuộc giữa bọn hắn hấp dẫn không ít người vây xem, phóng mắt khắp giới thể thao trong nước. Ở trong hạng mục chạy cự ly dài có gan hướng Ngưu Tuấn Sinh khiêu chiến thật đúng là tìm không thấy mấy. Phó chủ nhiệm ủy ban thể dục tỉnh Bình Hải Tạ Vân Phi nghe được việc bọn hắn đánh cuộc, liền đem Lý Hồng Dương gọi tới. Vì cái gì gọi Lý Hồng Dương? Tạ Vân Phi cũng không phải người ngu, y cũng có thể nhìn ra tên tiểu tử Trương Dương này là một tên hay sinh sự. Không biết nể mặt mũi phó chủ nhiệm ủy ban thể dục tỉnh như y là gì, Tạ Vân Phi oán giận nói các anh làm cái gì? Đánh cuộc cái gì? Đồn đại nhiều không tốt. Lý Hồng Dương cười nói, chủ nhiệm Trương cùng huấn luyện viên Ngưu đùa giỡn thôi, đó là chuyện cá nhân của bọn họ. Lý Hồng Dương đối với tính tình nóng máu của vị thủ trưởng trẻ tuổi này đã sớm biết rõ ràng, hắn cũng không cho rằng đánh cuộc là chuyện gì to tát. Vẻ mặt Tạ Vân Phi nghiêm túc, chuyện cá nhân. Anh nói thật nhẹ nhàng, ai coi việc đánh cuộc này trở thành chuyện cá nhân của hắn. Người ta đều cho rằng là Bình Hải cùng Duyên Đông đánh cuộc, liên quan đến danh dự tỉnh Bình Hải chúng ta, hắn đánh cuộc thì không sao cả. Nhưng dựa vào cái gì đem danh dự của Bình Hải chúng ta kéo vào? Không nghiêm trọng như vậy chứ. Anh nói với hắn, bảo hắn đừng làm, nếu tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, tổn hại đến danh dự của tỉnh Bình Hải chúng ta, trên tỉnh nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Lý Hồng Dương nghe Tạ Vân Phi nói như vậy, cũng thấy chuyện này thật nghiêm trọng, ông ta đi tới bên cạnh Trương Dương, lặng lẽ gọi hắn vào một bên, thấp giọng đem lời Tạ Vân Phi mới rồi nói lại, Trương Dương hướng về phía Tạ Vân Phi liếc mắt một cái. Nhếch miệng cười nói, tại sao ông ta không nói với tôi? Lý Hồng Dương thầm nói, người ta không nói cho ngươi là bởi vì sợ ngươi va chạm trước mặt, không dễ nhìn trên thể diện, lời này Lý Hồng Dương đương nhiên không thể nói ra, ông ta thở dài nói, chủ nhiệm Trương, trong hạng mục chạy cự ly dài trong nước chúng ta chủ yếu đều là thiên hạ của Ngưu Gia Quân, chỉ riêng nội dung 1.500m này mà nói, thành tích cá nhân tốt nhất của Ngưu Trấn Vĩ còn chưa chạy tới 3 phút. Là 4 phút 01 giây, hai tuyển thủ Ngưu Gia Quân người ta bình thường đều có thành tích thi đấu chạy là 3 phút 40 giây.
chênh lệch quá xa, anh lại ở đây đánh cuộc với huấn luyện viên Ngưu, không phải là 100% thua sao? Trương Dương nói, còn chưa thi đấu làm sao anh đã nhận định tôi thua chứ? Người khác không có lòng tin đối với vận động viên Nam Tích chúng ta thì cũng thôi, nhưng anh là phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thành phố Nam Tích, làm sao cả một chút lòng tin đối với vận động viên của mình cũng không có. Lý Hồng Dương nói, đây không phải vấn đề có lòng tin hay không, trên thi đấu thì thực lực quyết định hết thảy, nếu chênh lệch trong 10 giây đồng hồ ở trong nội dung chạy cự ly dài nội dung trung cấp còn có chiến một lần, nhưng bây giờ là kém tới 20 mấy giây. Chủ nhiệm Trương, vận động viên giỏi, 20 mấy giây có thể chạy được 200m, 1500m bị người ta bỏ cách 200m là cái khái niệm gì? Trương Dương cười nói, thực lực là một mặt, nhưng phát huy là một mặt khác, mặc kệ các anh nghĩ như thế nào, dù sao tôi rất có lòng tin đối với Ngưu Trấn Vĩ. Hắn không hề hiểu Lý Hồng Dương, lại đến trước mặt Ngưu Trấn Vĩ, vỗ vỗ bả vai của Ngưu Trấn Vĩ nói, tiểu Ngưu, có lòng tin hay không? Ngưu Trấn Vĩ bị bước đến nước này, chỉ có thể kiên trì nói có. Nói to lên. Có, Ngưu Trấn Vĩ hét lớn. Một tiếng hét này đem lực chú ý của toàn bộ người hấp dẫn lại đây. Trương Dương nói, chạy cho tốt, nếu lấy được tấm huy chương vàng này, tôi đại biểu ủy ban thể dục thành phố Nam Tích thưởng cho cậu 20.000 đồng. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, Ngưu Trấn Vĩ nghe được câu này, cả người bỗng nhiên hưng phấn lên, 20.000 đồng, đây còn nhiều hơn so với tiền thưởng của đại hội. Ngưu Tuấn Sinh ở một bên nhìn Trương Dương, lúc này tất cả ánh mắt đã đều là xem thường, y còn tưởng rằng Trương Dương có thể có cái chiêu gì, hóa ra cuối cùng vẫn là thưởng cho vật chất, người thưởng 20.000, tiền là không ít, nhưng Ngưu Trấn Vĩ có thực lực để lấy sao? Trong thi đấu hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, cho dù ngươi xuất ra 100.000, dù Ngưu Trấn Vĩ có đem hết sức lực từ lúc bố mẹ đều sử dụng ra cũng không lấy được huy chương vàng. Ngưu Trấn Vĩ cực kỳ hưng phấn, Trương Dương vỗ vỗ phía sau lưng của gã. Ngưu Trấn Vĩ có cảm giác có một dòng nước ấm đưa vào trong cơ thể mình, trạng thái của gã lúc này là phi thường tốt, liên tiếp hét to vài tiếng. Ngưu Tuấn Sinh nhíu mày, ma túy sao, làm sao lại hưng phấn như thế? Không phải tên này cấp cho vận động viên uống thuốc kích thích chứ? Người khác không nói gì, nhưng huấn luyện viên của Ngưu Trấn Vĩ không nhịn được, hắn đi tới, coi như khách khí nói với Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, trận đấu sắp bắt đầu rồi, xin mọi người rời đi khỏi chỗ vận động viên đi. Không cần tạo áp lực quá lớn cho cậu ấy. Trương Dương cười cười, hướng Ngưu Trấn Vĩ giơ ngón tay cái lên nói, huy chương vàng, 20.000. 20.000 của nó bằng 420 triệu của mình đó bằng. Mặt cười. Thường Hải Tâm cũng ở một bên không nhịn được bật cười lên, nàng chưa thấy qua có người nào như vậy trắng trợn cổ vũ vận động viên như vậy. Trương Dương rời khỏi đường chạy, nhưng là hắn liền đứng ở biên giới sân bãi, đi chưa xa. Hôm nay hắn muốn tận mắt nhìn thấy một màn Ngưu Trấn Vĩ đoạt huy chương vàng. Ngoại trừ chính Trương Dương ra, sẽ không có ai tin tưởng Ngưu Trấn Vĩ có thể giành được huy chương vàng. Trên bữa tiệc khách quý, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Quốc gia Lưu Thành Bình cùng Lão Tổng của Tập đoàn Sắt Thép Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc cũng đều đến đây. Khi hai người biết được chuyện đánh cuộc thì thoáng chậm một chút. Sau khi nghe nói chuyện này, Lưu Thành Bình không nhịn được cười, rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, biết rõ thất bại cũng dám cùng huấn luyện viên Ngưu đánh cuộc. Triệu Vĩnh Phúc hờ hứng cười nói, tuổi trẻ khí thịnh cùng với không lượng sức mình là hai việc khác nhau, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đó không phải dũng khí, mà là ngu xuẩn. Lưu Thành Bình nói, trên thi đấu thường xuyên có kỳ tích xuất hiện. Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nói, anh nói xuất hiện kỳ tích đội Trung Quốc ngẫu nhiên đánh bại đội Brazil một lần thì tôi tin, nhưng nếu là anh nói đội Trung Quốc có thể khắc chế tất cả đội mạnh, lấy được cúp vô địch thế giới thì đánh chết tôi cũng không tin, anh có tin hay không? Lưu Thành Bình cười nói, tôi cũng không tin. Trận thi đấu chạy 1.500m nam, cường thủ như rừng, Ngưu Trấn Vĩ lại bài danh nửa phía sau, cho dù hai gã vận động viên Ngưu gia quân kia không dự thi, hy vọng của hắn nhảy vào ba vị trí đầu cũng thực sự xa vời, đám vận động viên kia không có khả năng phát huy khả năng thất thường tập thể. Sau khi tiếng súng lệnh vang lên, Ngưu Trấn Vĩ xung phong trước trận liền xông ra ngoài, huấn luyện viên của gã ý chứng kiến tình cảnh này thì gấp đến độ dậm mạnh chân. Căn cứ theo sách lược hắn định ra, Ngưu Trấn Vĩ nên áp dụng chiến thuật chạy theo, chỉ cần cùng chạy ở trong top thứ nhất, có lẽ có thể nhảy vào trong 5 vị trí dẫn đầu. Ai cũng không ngờ, ngay từ đầu trận đấu đã là loại tình huống này. Ngưu Tuấn Sinh chứng kiến tình huống tại hiện trường, liền ôm hai tay, không khỏi nở nụ cười, trong chạy cự ly dài cùng chạy cự ly ngắn là hoàn toàn khác nhau, cự ly dài là phải chú ý trình độ chiến thuật, khoảng cách dài như vậy, nhất định phải đem thể năng của mình phân phối đến trạng thái tốt nhất.
nếu vừa bắt đầu đã xông đến mạnh mẽ, thì nửa sau trận đấu liền gặp phải tình huống thể lực không tốt, cách làm như thế, có thể sử dụng, bất quá chỉ là một loại chiến thuật, dưới tình huống nhiều vận động viên tham gia cùng tranh tài. Lợi dụng một gã đội viên cản bước các vận động viên khác mà tên vận động viên đó thường thường là chủ động hy sinh một thứ tự. Ngưu Tuấn Sinh đoán chắc ưu thế của Ngưu Trấn Vĩ ở vị trí thứ nhất khi chạy qua vòng đầu sẽ bị thu nhỏ lại, thể lực của hắn sẽ xuất hiện tình trạng giảm xuống nghiêm trọng. Nhưng làm cho Ngưu Tuấn Sinh không ngờ chính là, vòng thứ nhất qua đi, tốc độ của Ngưu Trấn Vĩ thế nhưng không thấy chậm lại, hắn đã dẫn đầu cách tên thứ hai chừng 20 mét. Ngưu Tuấn Sinh nhíu mày, vòng thứ hai vẫn đang là như thế, mặc dù Ngưu Trấn Vĩ không mở rộng ưu thế này, nhưng là cũng không bị đối thủ ở phía sau thu nhỏ lại khoảng cách chênh lệch, 800 mét đã qua. Ngưu Tuấn Sinh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một cái, khuôn mặt dần dần trở nên ác liệt. Hai gã đệ tử của y cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, trên trận thi đấu bắt đầu chia làm ba top rõ ràng, top 1 là Ngưu Trấn Vĩ, thằng nhãi này vẫn là xung phong dẫn đầu, cách tên thứ hai hơn 20 mét, top 2 là hai gã đệ tử của Ngưu Tuấn Sinh, bọn hắn dựa theo kế hoạch dự tính tốt từ trước mà chạy, hiện tại chính là lúc tính chất vốn có của thân thể cùng trình độ của huấn luyện viên thể hiện ra hoàn toàn. Top 3 là các vận động khác, hiện tại đã bị hai gã đệ tử của Ngưu Tuấn Sinh bỏ qua một bên gần 50 mét. Vòng đua thứ 3 đã qua hơn nửa, hai gã đệ tử của Ngưu Tuấn Sinh đang dần thu ngắn lại khoảng cách với Ngưu Trấn Vĩ, bất quá ở giữa còn có chênh lệch 10 mét. Trên khán đài, cảm xúc mọi người đều thay đổi, bọn hắn lớn tiếng quát to, Ngưu Gia Quân cố lên. Đã qua nhiều trận đấu, thấy qua nhiều Ngưu Gia Quân từ sau vượt lên trước rồi dũng mãnh đoạt lấy huy chương vàng và bạc. Đa số người trên khán đài đều nghĩ như vậy, đều cho rằng như vậy, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về Ngưu Gia Quân. Ngưu Tuấn Sinh rõ ràng rất căng thẳng, hắn lớn tiếng hét lớn ở bên sân, thủ thế ra hiệu tăng tốc, khoảng cách còn lại chỉ có 400 thước, nhưng làm cho Ngưu Tuấn Sinh buồn bực chính là, thể lực của Ngưu Trấn Vĩ tựa hồ vẫn còn rất dồi dào. Trên khán đài, Lưu Thành Bình cùng Triệu Vĩnh Phúc cũng có chút sửng sốt, Lưu Thành Bình há to miệng. Y thật không nghĩ tới trận đấu 1.500m ngày hôm nay sẽ giết ra một con ngựa đen. Tuy rằng không biết kết quả cuối cùng ngày hôm nay như thế nào, chính là ít nhất theo tình huống trước mắt mà nhìn, vận động viên đến từ Nam Tích kia vẫn đang dẫn đầu. Hai gã đệ tử của Ngưu Tuấn Sinh bắt đầu gia tăng tốc độ, trên khán đài đều vang lên tiếng thét cố lên, khoảng cách của bọn hắn với Ngưu Trấn Vĩ ở phía trước đã càng ngày càng gần, 10m, 8m, 7m, 5m, 4m. Ngay tại khi bọn hắn song song sắp hoàn thành việc vượt qua, Trương Dương hét lớn, Ngưu Trấn Vĩ, 3 vạn đồng. Xông tới cho tôi, nhìn phía trước mặt, xông về phía trước. Hắn hét so với huấn luyện viên Ngưu Trấn Vĩ còn to hơn. Ngưu Trấn Vĩ ở trong lúc hai gã thành viên đội Ngưu Gia Quân không ngừng bước tới chính mình, trên tâm lý quả thật nổi lên dao động. Hắn cho là khả năng của mình hôm nay đã là phát huy vượt xa người thường, trên thể lực cũng bắt đầu có chút giảm xuống. Xem tình hình này mình có thể lấy được vị trí thứ 3, đây đã là thành tích tốt nhất của hắn từ trước tới nay, khoảng cách còn có 300 mét, hắn không có khả năng chạy thắng hai gã vận động viên Ngưu Gia Quân, một khi người có ý tưởng, khó tránh sẽ sinh ra phân tâm. Buông tha thường thường đều là nghĩ trước rồi bắt đầu. Cho nên tiếng hét của Trương Dương càng là mấu chốt, hắn hét một tiếng làm cho Ngưu Trấn Vĩ tỉnh lại, hơn nữa tiền thưởng vốn có lại gia tăng thêm 1 vạn, đây là một loại kích thích như thế nào chứ, Ngưu Trấn Vĩ cắn chặt miệng. Mẹ nó, hôm nay liền liều mạng, cho dù chạy hộc máu, cũng muốn liều một lần. Khi hai gã vận động viên Ngưu Gia Quân đã cùng hắn sánh vai, Ngưu Tuấn Sinh nhìn thấy tình huống lúc này, khuôn mặt rốt cục đã khôi phục thoải mái, y cho rằng Ngưu Trấn Vĩ đã là nỏ mạnh hết đà. Mà hai gã đệ tử của y còn bảo tồn được thể lực tương đối, thắng bại đã không có gì trì hoãn, Ngưu Tuấn Sinh không khỏi đắc ý nhìn thoáng qua hướng Trương Dương ở ích xa, thầm nói tiểu tử kia, ngươi hôm nay là tự tìm mất mặt. Nhưng khi ánh mắt của y một lần nữa trở lại trên sân thi đấu, phát hiện tình thế bỗng chốc thay đổi, Ngưu Trấn Vĩ mà y vốn cho rằng thể lực hao hết thế nhưng lại bắt đầu gia tăng tốc độ, rất nhanh đã đem hai gã đội viên của y bỏ xa, hơn nữa khoảng cách đang không ngừng kéo lớn. Hiện trường lặng đi, vì sao lại lặng? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong lòng người xem ở đây đều cho rằng nhất định là Ngưu Gia Quân lấy được quán quân, bây giờ nhìn thấy tình thế không đúng, không ngờ lại là vận động viên Bình Hải chạy được thứ nhất. Mức độ chênh lệch trên tâm lý thật sự là lòng sông so với mặt biển, thậm chí không kịp phản ứng lại. Tất cả người công tác ở thể dục Bình Hải đều hưng phấn lên, cho dù là phó chủ nhiệm ủy ban thể dục tỉnh Bình Hải Tạ Vân Phi cũng ở bên trong, y quơ quơ hai tay, hưng phấn đến mặt đỏ bừng, cố lên, cố lên. Ai cũng có cảm giác vinh dự tập thể, Tạ Vân Phi cũng không ngoại lệ,
y cũng muốn vận động viên Bình Hải giành được huy chương vàng, nhưng là bởi vì Bình Hải bọn họ ở trên nội dung chạy cự ly dài không có thực lực này, cho nên mới không dám nghĩ, bây giờ nhìn thấy thành công dễ như trở bàn tay, y đương nhiên hưng phấn, đương nhiên cần hoan hô. Nhìn thấy đích càng ngày càng gần, Ngưu Trấn Vĩ càng ngày càng hưng phấn, hắn chạy càng lúc càng nhanh, khoảng cách với hai gã đội viên Ngưu Gia Quân cũng càng kéo càng xa, rốt cục thanh âm hoan hô có lên tại hiện trường một lần nữa vang lên. Ngưu Trấn Vĩ trong lúc mọi người hoan hô cùng ủng hộ, giơ cao hai tay xông qua dây vải đích. Sau khi xông qua đích, Ngưu Trấn Vĩ vẫn không thể tin tưởng sự thật này, khi huấn luyện viên cùng đồng đội của hắn đều tiến lên chúc mừng hắn, Ngưu Trấn Vĩ mới ý thức được mình đã lấy được huy chương vàng. Hắn hạnh phúc che miệng, nước mắt ào ào chảy xuống, cả người giống như thoát lực té trên mặt đất, tứ chi chỏng vó ngủ ở trên đường đua, qua một hồi lâu, hắn mới một lần nữa đứng dậy, hai tay nắm chặt quyền vung tay hô vang một tiếng. Ngưu Tuấn Sinh xanh mặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, y tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự thật này, Ngưu Trấn Vĩ thắng, một vận động viên không có danh tiếng gì thế nhưng lại cướp đi huy chương vàng 1500m nam, hơn nữa là lấy ưu thế tuyệt đối giành được, thành tích của hắn cuối cùng dừng ở 3 phút 36 giây, chẳng những đánh vỡ kỷ lục đại hội lần trước, kỷ lục quốc gia, mà còn phá vỡ kỷ lục châu Á, Ngưu Tuấn Sinh nhớ tới lời nói hùng hồn của mình lúc trước, trong lòng buồn bực tới cực điểm. Tuy rằng chỉ là hạng nhất trong nội dung cự ly dài nam, nhưng là y và Trương Dương đã đánh cuộc, y cho rằng khẳng định phải thăng thế nhưng thua, chẳng những thua ở trên thi đấu, hơn nữa, y đánh cuộc cũng thua, thua thật thảm như vậy. Ngưu Tuấn Sinh cho rằng rất kỳ quái, bình thường thành tích tốt nhất của Ngưu Trấn Vĩ mới có 4 phút 01 giây, làm sao hắn có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn? Có phải có cái ngoắt ngéo gì ở tổng đó hay không? Y không tin kết quả này. Có lẽ hết thảy đều phải chờ tới kết quả kiểm tra đi ra mới có thể có được kết luận cuối cùng. Trương Dương cũng không gia nhập trong đội ngũ chúc mừng Ngưu Trấn Vĩ, hắn đi tới bên cạnh Ngưu Tuấn Sinh, cười tủm tỉm nói, huấn luyện viên Ngưu, thế nào? Sắc mặt Ngưu Tuấn Sinh thật sự khó coi, bất quá vẫn là biểu hiện ra phong độ đại tướng, thắng bại là chuyện thường binh gia, chúc mừng. Trương Dương nói, huấn luyện viên Ngưu, đừng quên đánh cuộc giữa chúng ta đó. Ngưu Tuấn Sinh nói, đã đánh cuộc thì có gan chịu thua. Tôi sẽ làm đại sứ phát ngôn miễn phí cho Đại hội Thể thao tỉnh Bình Hải các anh. Trương Dương cười ha ha, hướng về Thường Hải Tâm nói, tiểu Thường, khi trở lại em soạn một phần hợp đồng, anh cùng huấn luyện viên Ngưu sẽ bàn bạc quyết định chuyện đại sứ hình tượng. Hắn cảm thấy nói miệng không bằng chứng, sợ Ngưu Tuấn Sinh sau đó đổi ý. Thường Hải Tâm vui mừng gật gật đầu, Ngưu Gia Quân hiện tại ở trong nước là vinh quang tột đỉnh. Có bọn họ hỗ trợ làm công tác quảng bá Đại hội Thể thao tỉnh Bình Hải, tất nhiên là làm ít công to. Trong lòng nàng lại càng ái mộ đối với Trương Dương, tiểu tình lang này thật là không gì không làm được. Phó chủ ủy ban thể dục Lý Hồng Dương mừng rỡ cười toét, y bây giờ đã muốn phục sát đất đối với Trương Dương, khi Trương Dương vừa mới đánh cuộc cùng Ngưu Tuấn Sinh, y còn cho rằng Trương Dương hành động theo cảm tính, nhưng hiện tại xem ra trong lòng Trương Dương đã sớm tính trước kỹ càng. Lợi dụng sự thành công của chuyện này làm cho Ngưu Tuấn Sinh cùng Ngưu Gia Quân của hắn đảm đương đại sứ hình tượng cho Đại hội Thể thao tỉnh Bình Hải, lấy sự nổi bật của Ngưu Gia Quân hiện tại mà nói, bọn hắn còn thân dân hơn công chúa Trượt Băng Quan Chỉ Tình, hơn Hứa Di, còn hơn cả bộ Đức Long, hiệu ứng náo động cùng lực ảnh hưởng trong giới thể thao cũng lớn hơn. Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Bình Hải Tạ Vân Phi biểu hiện còn muốn kích động hơn bọn họ, đã muốn vào tới trong trường thi đấu nhào tới hướng huấn luyện viên. Hướng vận động viên mà chúc mừng. Công bằng mà nói, vương bài đích thực của Ngưu Gia Quân trong nội dung này là ở trên hạng mục chạy cự ly dài nữ, tuy rằng hạng mục chạy cự ly dài nam dẫn đầu trong nước, nhưng là còn kém xa không đạt tới trình độ cấp thế giới, nhưng là hôm nay bởi vì đổ ước khi đánh cuộc cùng Trương Dương, Ngưu Tuấn Sinh đối với huy chương vàng 1500m nam là nhất định phải có. Y cũng cho rằng không có vấn đề gì. Dù sao trình độ hai gã đệ tử của y ở trong nước là vượt xa qua mặt các vận động viên khác, nhưng kết quả của trận đấu hôm nay làm cho y mở rộng tầm mắt. Vận động viên Ngưu Trấn Vĩ không có danh tiếng gì của nam tích kia chẳng những đoạt được huy chương vàng, còn phá 3 kỷ lục đại hội lần trước, quốc gia cùng kỷ lục châu Á. Cho tới bây giờ Ngưu Tuấn Sinh vẫn duy trì nghi ngờ cao độ với kết quả này, hai gã đệ tử của y phát huy thành tích bình thường, cũng là dựa theo chiến thuật y chế định từ trước mà chấp hành. Thành tích cũng không có gì đáng trách. Ngưu Tuấn Sinh cũng không có lý do tức giận bọn họ, liền vỗ vỗ bả vai hai gã đệ tử nói, không cần nản lòng. Kết quả kiểm tra nước tiểu còn chưa có lấy ra. Những lời này liền tỏ rõ Ngưu Tuấn Sinh hoài nghi thành tích thi đấu của Ngưu Trấn Vĩ có khả năng có gian lận. Trương Dương là người cuối cùng lại chúc mừng Ngưu Trấn Vĩ,
Ngưu Trấn Vĩ nắm chặt tay của Trương Dương, trong lòng cảm kích không cần nói cũng hiểu, không ai hiểu rõ hơn so với gã là chuyện gì xảy ra trong hôm nay, nếu không phải Trương Dương đâm mấy châm cho gã, gã làm sao có được thần uy ngày hôm nay, gã nắm chặt tay của Trương Dương, chủ nhiệm Trương, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Trương Dương kéo gã đến một bên, thấp giọng nói, cậu cảm ơn tôi làm cái gì? Lần này giành được huy chương vàng là dựa vào cố gắng của chính cậu, yên tâm đi, chờ thi đấu lần này chấm dứt, cậu bớt thì giờ quay về Nam Thích một chuyến, tôi sẽ cấp cho cậu một cái bằng khen, tiện thể đem 3 vạn đồng tiền thưởng phát cho cậu. Ngưu Trấn Vĩ hưng phấn đến ngay cả nói đều cũng không nói ra được, bất quá trong lòng gã vẫn là có chút không yên tâm, vất vả lắm mới tìm được một cơ hội thích hợp, thấp giọng hướng Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, kiểm tra nước tiểu của tôi không có vấn đề chứ. Trương Dương ha ha cười nói, tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá ngàn vạn lần đừng quên, đây là bí mật giữa hai người chúng ta. Ngưu Trấn Vĩ liên tục gật đầu. Lúc này Tạ Vân Phi đã đi tới, Trương Dương nói, chủ nhiệm Tạ, ngày hôm nay tiểu Ngưu giành được thể diện lớn như vậy cho giới thể thao Bình Hải chúng ta, thành phố chúng tôi thưởng cho cậu ấy 3 vạn đồng, trong tỉnh có phải cũng nên biểu lộ một chút. Lúc này tâm trạng của Tạ Vân Phi rất tốt, hắn gật đầu nói, được, tỉnh thưởng cho 5.000 đồng. Trương Dương thầm mắng Tạ Vân Phi keo kiệt, bất quá cuối cùng cũng không để ý, có thể giúp đỡ Ngưu Trấn Vĩ tranh thủ thêm chút nào liền tranh thủ chút đó. Trương Dương vốn định xuống dưới quan sát nghi thức trao giải cho Ngưu Trấn Vĩ, nhưng Lương Thành Long lúc này lại gọi điện thoại tới, giọng nói trong điện thoại rõ ràng mang theo ý xin lỗi, bản thân, xin lỗi, ủy khuất cho mày rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, sao lại thế? Không phải mày muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với tao sao? Lương Thành Long ở bên kia có chút ngại ngùng nở nụ cười, mày cũng quá hẹp hòi đi, là bạn thân của mình, nào có thù qua đêm chứ? Trương Dương nói, đã làm rõ ràng rồi. Lương Thành Long nói, tao cùng Đinh Triệu Dũng đều đang ở Hương Hà Vịnh. Mày nhanh chóng lại đây một chuyến đi, chúng tao tìm được vò rượu kia rồi. Trương Dương lặng đi một chút, không nghĩ tới hai người bọn họ thật sự có phát hiện. Trương Dương nói, đợi một chút, tao đây sẽ qua. Lương Thành Long ở bên kia bỏ điện thoại xuống, hướng Đinh Triệu Dũng cùng Lâm Thanh Hồng nói, hắn sắp tới đây. Lâm Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, Lương Thành Long vừa rồi lại đây hưng sư vấn tội, Lâm Thanh Hồng thật sự là không chịu nổi, liền nói ra chuyện đêm hôm đó, còn đem cả chứng cứ mình đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe ra. Kỳ thật trước khi đến nơi Lương Thành Long đã từ lời Trương Dương suy nghĩ ra chuyện này 89 phần 10 không liên quan với Trương Dương, hiện giờ nhìn thấy nhiều chứng cứ như vậy, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Đây là một cái bẫy bày ra nhằm vào Lâm Thanh Hồng, Trương Dương chỉ là không may bị cuốn vào. Đinh Triệu Dũng nói, căn biệt thự này không tồi, tôi có thể đi tham quan một chút chứ. Hắn chỉ là tìm cái lấy cớ tránh đi, lưu lại cho hai vợ chồng Lương Thành Long một cái không gian nói chuyện riêng. Lâm Thanh Hồng nói, anh cứ tùy tiện. Đinh Triệu Dũng đứng dậy hướng ra vườn hoa ngoài cửa đi đến. Lương Thành Long nói, Thanh Hồng, đừng gọi buồn nôn như vậy, gọi tôi là Lâm Thanh Hồng. Nếu không anh gọi tôi là Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Thanh Hồng tức giận nói. Lương Thành Long nói, em không phải vợ của anh sao? Anh gọi em là Thanh Hồng có làm sao? Lâm Thanh Hồng nói, Lương Thành Long, anh có bệnh hả? Từ xa chạy tới chính là vì không có việc gì nên tới tìm việc sao? Không phải anh quan tâm em sao? Quan tâm tôi, làm sao anh còn mặt mũi nói những lời này? Anh quan tâm mặt mũi của mình đi. Nếu không phải anh nhìn thấy mấy tấm hình kia, anh sẽ vội vã chạy đến Nam Vũ sao? Anh là sợ tôi cho anh đội nón xanh, sợ mặt mũi của mình nhục nhã. Lúc này trong lòng Lương Thành Long đã thoải mái hơn, lời Lâm Thanh Hồng nói là nói nhảm trong lúc tức giận, sự thật đã chứng minh nàng cùng Trương Dương không có bất kỳ quan hệ mập mờ gì. Lương Thành Long nói thằng đàn ông nào không sĩ diện chứ? Ai cũng không muốn vợ của mình lén lút với kẻ khác. Lâm Thanh Hồng nói, anh sợ à? Lương Thành Long gật gật đầu. Sợ thì mau ly hôn với tôi đi, bằng không sớm muộn gì anh cũng bị nón xanh đè chết. Lương Thành Long cười cười nói, em không phải là người như thế. Lâm Thanh Hồng dựng thẳng lông mày nói, Lương Thành Long. Tên vương bát đản này, anh sợ đội nón xanh ư, sau khi tôi kết hôn với anh cũng cho tôi đội nón xanh không ít, tôi nói cho anh biết, tôi hiện tại xem như là mở miệng ai rời đi thì có người khác sẽ qua. Đàn ông hai đùi trên đời này còn nhiều lắm. Rất nhiều, Lâm Thanh Hồng tôi muốn tìm đàn ông. Anh cho là có thể ngăn trở được tôi sao? Lương Thành Long cười đến có chút xấu hổ, Thanh Hồng, đừng tức giận nữa, đúng rồi. Em nói lần này rốt cuộc là ai hãm hại em chứ? Lương Thành Long cố ý chuyển hướng trọng tâm câu chuyện.
Lâm Thanh Hồng nói, cút đi, không liên quan tới anh. Lương Thành Long nói, Thanh Hồng, một phụ nữ cho dù mạnh mẽ đến đâu, bên người cũng phải có một người đàn ông, em xem, khi tôi đi vắng bên cạnh em, còn có người xấu đánh chú ý tới em, muốn hãm hại em, nếu không phải gặp Trương Dương, chuyện này sẽ phiền toái lớn. Lâm Thanh Hồng nói, anh đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, tôi sẽ đem đơn ly hôn lấy ra, anh nhanh chóng ký tên rồi cút đi cho tôi. Lương Thành Long nói, muốn anh ký tên trừ phi anh chết. Lâm Thanh Hồng nói, một người đàn ông to lớn như anh, đi ra khỏi cửa ra bên ngoài như thế nào cũng coi như là một nhân vật, làm sao lại vô sỉ như thế chứ? Lương Thành Long nói, quá khứ anh đã không biết quý trọng, nhưng hiện tại anh đã biết rõ, trên đời này với anh không có người nào tốt hơn em. Lâm Thanh Hồng nói, anh làm tôi buồn nôn. Lúc nàng đứng lên chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Đinh Triệu Dũng cùng Trương Dương cùng nhau đi vào. Trương Dương cười tâu toét miệng cười nói, chị dâu, hôm nay trước mặt Lương Thành Long chị phải giúp tôi rửa sạch oan ức, tên này muốn cùng tôi ân đoạn nghĩa tuyệt đó. Lương Thành Long nói, không phải tao xin lỗi mày rồi sao? Lâm Thanh Hồng nói, loại người tiểu nhân này mà cậu cũng cùng hắn làm bạn sao? Ân đoạn nghĩa tuyệt thì ân đoạn nghĩa tuyệt, cậu sợ cái gì? Lương Thành Long nói, đừng như vậy, anh sai lầm rồi, anh cho các em giải thích còn không được sao? Giết người bất quá là đầu chỉ xuống đất, nếu không phải quan tâm em, làm sao anh đến nỗi cùng huynh đệ trở mặt chứ? Lâm Thanh Hồng nói, thê tử như quần áo, huynh đệ như tay chân, đương nhiên là huynh đệ quan trọng hơn. Lương Thành Long nói, tay chân có thể đứt nhưng quần áo không thể không mặc, anh là người trọng sắc khinh bạn, vì em, anh có tuyệt giao hết với bạn cũng đều không sao. Đinh Triệu Dũng cùng Trương Dương đồng thời mắng, vô sỉ. Kỳ thật bọn hắn cũng chỉ là ở phối hợp với Lương Thành Long, hy vọng thông qua chuyện này có thể hỗ trợ cải thiện quan hệ hai người bọn họ. Biểu hiện của Lương Thành Long cũng không có làm cho Lâm Thanh Hồng cảm động, nàng nhẹ giọng nói, làm trò đủ rồi thì đi đi thôi. Tôi không thừa hơi chơi đùa với anh. Trương Dương nói, không phải nói tìm được vò rượu kia rồi sao? Lâm Thanh Hồng gật gật đầu, chỉ vào vò rượu trên bàn trà nói, tìm được rồi, cũng may rượu đêm hôm đó không uống hết. Rượu còn lại được người phục vụ thu lại, tôi đi túy ông cứ vất vả lắm mới hỏi ra, vì vò rượu này tôi đã bỏ ra 1.000 đồng. Trương Dương đã đi qua cầm lấy kia vò rượu, quơ quơ, bên trong còn có chừng 4 lạng. Lương Thành Long tiến đến bên cạnh Trương Dương nói, trong rượu này trộn lẫn xuân dược sao? Trương Dương gật gật đầu, khẽ mở nắp bình, cẩn thận nghe nghe, đêm hôm đó hắn cũng không để ý, lúc ấy chỉ nếm một ngụm, hiện tại lấy được vò rượu này. Hắn mới thật sự cảm nhận, bên trong hẳn là có chứa ngũ thạch tán. Lâm Thanh Hồng nói, tôi đã lấy ra một ít mẫu giao cho bạn trong viện nghiên cứu sinh hóa, nhờ cô ấy giúp xét nghiệm thành phần. Trương Dương nói, có thể nghĩ ra được ai bỏ thứ này vào trong rượu hay không? Lâm Thanh Hồng lắc đầu nói, không biết, chuyện này dừng ở đây đi, tôi thật sự vô cùng buồn, thực xin lỗi, công ty của tôi còn có chuyện quan trọng, không thể nói chuyện cùng các anh. Nàng hướng bọn hắn hạ lệnh trục khách. Trương Dương cùng Đinh Triệu Dũng nhìn nhau, xem ra Lâm Thanh Hồng đã quyết tâm ly hôn với Lương Thành Long. Trước khi bọn hắn rời khỏi biệt thự của Lâm Thanh Hồng, không qua bao lâu Lương Thành Long cũng theo đi ra, vẻ mặt có vẻ thực sự uể oải, trong tay mang theo vỏ rượu kia. Đinh Triệu Dũng nói, anh mang rượu này ra ngoài làm gì? Lương Thành Long nói, thứ này hại người, tôi sợ cô ấy không cẩn thận lại uống hết. Đinh Triệu Dũng cùng Trương Dương cùng nhau nở nụ cười. Lương Thành Long mặt mày ủ rột, thực sự là uất ức, ai mẹ nó lại âm hiểm như vậy chứ, lại có thể bỏ thuốc một phụ nữ. Đinh Triệu Dũng nói, người bỏ thuốc khẳng định có mục đích, có phải muốn lợi dụng ảnh chụp này uy hiếp Lâm Thanh Hồng hay không? Trương Dương nói, tôi nghe chị dâu nói, người đem ảnh chụp đưa cho cô ấy xem chính là chồng trước Trình Quốc Bân của cô ấy. Lương Thành Long nói, làm sao hắn lại nhận được ảnh chụp? Tôi là chồng của Lâm Thanh Hồng, cho dù muốn hại Thanh Hồng. Cũng phải đem ảnh chụp lấy cho tôi xem trước chứ. Không có lý gì đưa cho chồng trước xem. Đinh Triệu Dũng nói, anh hoài nghi chuyện này có liên quan với Triệu Quốc Bân. Trương Dương nói, tôi cảm thấy người này cũng có vấn đề, chuyện xảy ra vào lúc ban đêm, sáng sớm hôm sau hắn đã có ảnh chụp đến tìm chị dâu, hơn nữa nhanh như vậy đã nhận được ảnh chụp. Nếu như là đối thủ làm ăn muốn lợi dụng ảnh chụp này uy hiếp chị dâu, cũng không thể áp dụng thủ đoạn như vậy, trực tiếp tìm chị dâu không phải tốt hơn sao? Vì sao lại đưa chồng trước? Vì sao phải cho anh biết? Căn bản là muốn phá hư tình cảm hai người các vị. Lương Thành Long nói, Trình Quốc Bân lúc trước không muốn ly hôn với Lâm Thanh Hồng,
là bởi vì hắn ở bên ngoài, cho nên Thanh Hồng mới kiên trì ly hôn với hắn. Ninh Triệu Dũng nói, Lâm Thanh Hồng cũng thật là bất hạnh, chồng trước bên ngoài, anh lại gây ra chuyện Bạch Yến kia, cô ấy không căm tức mới là lạ. Lương Thành Long nói, được rồi, tôi cũng áy náy muốn chết, tôi sẽ đi tìm Trình Quốc Bân hỏi cho rõ ngay bây giờ. Trương Dương chủ động xin đi giết giặc nói, tôi với anh đi thôi. Tôi am hiểu quan sát mặt mũi lời nói, từ cuộc nói chuyện của các anh, tôi sẽ có thể phán đoán ra hắn có phải nói thật hay không. Trình Quốc Bân tiếp Lương Thành Long cùng Trương Dương ở trong phòng làm việc. Nhìn thấy Lương Thành Long, vẻ mặt hắn buồn cười nói, Lương tiên sinh nhanh như vậy đã tới, anh hẳn là vì chuyện của Thanh Hồng đi. Lương Thành Long gật đầu nói, đội trưởng Trình, hôm nay tôi tới là muốn tìm anh hỏi một chút chuyện. Trình Quốc Bân cười nói, hỏi đi, có việc gì cứ hỏi, xem ở trên mặt mũi Thanh Hồng, nếu tôi có thể giúp gì cho anh thì nhất định sẽ giúp. Lương Thành Long nghe được lời này thực sự không thoải mái, người dựa vào cái gì xem ở trên mặt mũi Thanh Hồng, ta mới là chồng hiện tại của Lâm Thanh Hồng. Lương Thành Long nói, tôi nhận được một số tấm ảnh chụp, không khác lắm so với tấm ảnh anh đưa cho vợ tôi. Lương Thành Long nhân mạnh riêng chữ vợ tôi, là muốn làm cho Trình Quốc Bân hiểu được, đó là vợ của mình, không có bất cứ quan hệ nào với Trình Quốc Bân. Chương 664, để cho lãnh đạo đi trước. Trình Quốc Bân nói, Lương tiên sinh, tôi nhận được mấy bức ảnh này, cảm thấy có người muốn làm điều bất lợi đối với Thanh Hồng, anh biết đó, tuy rằng tôi đã ly hôn cùng Thanh Hồng, nhưng mà trong lòng tôi vẫn luôn quan tâm cô ấy, bảo vệ cô ấy, tôi không cho phép bất luận kẻ nào làm cô ấy tổn thương. Lương Thành Long nghe vậy thẳng nhíu mày, ngừng lại, tôi nói đội trưởng Trình này, anh cùng Lâm Thanh Hồng cũng đã ly hôn, bây giờ anh mới quan tâm cùng bảo vệ có phải có chút dư thừa hay không? Trương Dương ở một bên nghe thấy trong lòng mừng thầm, nếu như không phải bận tâm đến cảm nhận của Lương Thành Long, thằng nhãi này đã sớm không nhịn được cười ra tiếng rồi. Trình Quốc Bân vẫn là biểu hiện ra hàm dưỡng tốt, y cười nói, tôi là người hay nói tương đối trực tiếp, nghĩ cái gì liền nói cái đó. Lương tiên sinh nghìn vạn lần đừng lấy đó làm phiền lòng. Y hướng Trương Dương nhìn thoáng qua nói, tôi thấy được trên ảnh chụp. Chấm ngoặc kép, dừng lại một chút lại nói, hình như trên ảnh chụp đó có một người chính là vị Trương tiên sinh này. Lương Thành Long nói, Trương Dương cậu ấy là huynh đệ tốt của tôi, cậu ấy không làm chuyện có lỗi với tôi. Trình Quốc Bân nói, Lương tiên sinh đương nhiên hiểu bạn của mình, nhưng mà tôi không biết, tôi thấy được tấm ảnh này. Tôi cảm giác chuyện không ổn cho nên đem ảnh chụp đưa cho Thanh Hồng xem trước tiên, tôi sợ người có lòng dạ khác đem những tấm ảnh này tạo ra sự cố, sẽ bất lợi đối với Thanh Hồng. Lương Thành Long nói, tôi có chút không rõ, vì sao người có lòng dạ khác đó lại đem ảnh chụp đưa cho anh, bây giờ anh với Thanh Hồng ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải. Trình Quốc Bân nở nụ cười, Lương tiên sinh, ai nói ly hôn thì nhất định phải thành thù nhân. Tôi không thể như vậy đối với Thanh Hồng, một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm ngày. Tuy rằng chúng tôi đã ly hôn, nhưng trong lòng tôi vẫn coi cô ấy như người thân của tôi. Lương Thành Long đã lăn lộn tại trên thương trường bao lâu lâu rồi, sao hắn lại có thể nghe không hiểu, Trình Quốc Bân ngày hôm nay là chọc tức hắn, càng là như vậy thì mình càng là không thể tức giận. Lương Thành Long nói, Thanh Hồng cũng không coi anh là người thân, nhắc tới anh, cô ấy rất buồn, suốt ngày nói với tôi rằng đoạn hôn nhân kia là một khúc sai lầm, cô ấy cực kỳ hối hận. Trình Quốc Bân nói, anh cùng Thanh Hồng kết hôn cũng đã hơn một năm rồi phải không? Tuy rằng thời gian ở chung của hai người không dài bằng chúng tôi, nhưng mà có lẽ anh cũng có thể có chút lý giải đối với tính tình của cô ấy. Thanh Hồng quá mạnh mẽ, trong mắt cô ấy không dung được một hạt cát, không cách nào dễ dàng tha thứ cho một chút lỗi lầm của người khác. Khi đó tuổi tôi còn trẻ, tính tình hai người chúng tôi đều tương đối nóng nảy, xảy ra mâu thuẫn, ai cũng không muốn cúi đầu, cho nên ầm ĩ đến cuối cùng, quan hệ càng nháo càng bế tắc. Kết quả cuối cùng là ly hôn, tôi bây giờ nhớ tới quả thực là rất hối hận. Lương Thành Long nói, chuyện quá khứ đã là quá khứ, hối hận cũng đã muộn. Trình Quốc Bân nói, Lương tiên sinh, tôi nghe nói hôn nhân của hai người hình như cũng gặp vấn đề thì phải. Lương Thành Long phùng má giả bộ hảo hán nói, chúng tôi không có chuyện gì, rất đằm thắm, rất tốt. Trình Quốc Bân cười nói, Lương tiên sinh, kỳ thực đàn ông chúng ta ngồi nói cùng một chỗ nên là thẳng thắn thành khẩn một chút. Tôi đã trò chuyện với Thanh Hồng về hôn nhân của hai người, Thanh Hồng bây giờ rất thống khổ, cô ấy không nghĩ tới hôn nhân lần thứ hai của mình lại gặp phải vấn đề giống như lần đầu tiên. Lương tiên sinh, chúng ta đều đã từng trải qua, vốn tôi không có tư cách nói cái gì với anh, nhưng mà tôi lại không đành lòng nhìn Thanh Hồng thống khổ, anh đã cưới cô ấy thì phải có trách nhiệm đối với cô ấy. Không thể phản bội cô ấy trên mặt tình cảm.
Lương Thành Long có chút phát hỏa, hắn nhìn thẳng vào Trình Quốc Bân nói, đội trưởng Trình, anh có cái tư cách gì nói tôi chứ? Trình Quốc Bân vẫn là vẻ mặt cười cười, chính là bởi vì tôi phạm sai lầm, bởi vì tôi sai lầm làm cho Thanh Hồng chịu tổn thương, cho nên tôi không hy vọng cô ấy lại bị tổn thương như thế nữa, đáng tiếc. Trương Dương không nói một lời đứng ở bên cạnh quan sát Trình Quốc Bân, tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Quốc Bân, nhưng mà hắn đã có thể kết luận, người này tuyệt đối là một tên có tâm cơ thâm trầm, còn lão luyện hơn Lương Thành Long rất nhiều, trong quá trình nói, y liên tục lợi dụng quan hệ của y cùng Lâm Thanh Hồng để kích thích Lương Thành Long. Lương Thành Long đã có chút thiếu kiên nhẫn, nói tới âm mưu quỷ kế, thương nhân chính là vẫn còn kém quan viên một bậc. Lương Thành Long nói, tôi nghĩ chúng ta không cần phải thảo luận những vấn đề buồn chán này, hôn nhân của tôi với vợ tôi, là chuyện nội bộ gia đình chúng tôi, không tới phiên người ngoài khoa tay múa chân, tôi chỉ là muốn hỏi, mấy tấm ảnh này rút cục là làm sao mà có. Trình Quốc Bân nói, tôi cũng muốn biết những tấm ảnh chụp là làm sao. Lương Tiên Sinh, bất luận mấy tấm ảnh này là thật hay giả. Nếu truyền ra đều sẽ tạo thành tổn hại cho đối với thanh danh của Thanh Hồng, bất luận là chồng trước hay là bạn bè, tôi cũng không muốn Thanh Hồng bị tổn thương. Lương Thành Long nói, tôi chỉ là cảm thấy tò mò đối với việc người khác đem những tấm ảnh này gửi cho đội trưởng Trình. Trình Quốc Bân cười nói, Lương Tiên Sinh hình như có nghi ngờ tôi là một quân nhân, tôi sẽ không làm loại chuyện bị ổi đê tiện này, hơn nữa, tôi làm như vậy thì có chỗ tốt gì? Lương Thành Long nói, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như thế. Tôi nhất định phải tra kẻ đứng sau màn mấy tấm ảnh này là ai. Trình Quốc Bân nói, hy vọng anh có thể sớm điều tra ra kết quả. Sau khi Lương Thành Long cùng Trương Dương rời khỏi trung đoàn tiêu đãi của thành phố Nam Vũ, Lương Thành Long hướng Trương Dương nói, anh có nhìn ra được điểm gì đáng ngờ không? Trương Dương nói, Trình Quốc Bân là một kẻ dối trá, y cố ý làm anh tức giận. Lương Thành Long cũng đã nhìn ra được, hắn thở dài nói, tôi cảm thấy chuyện này 10 có 8 9 phần chính là y làm. Nhưng mà tôi lại không có chứng cứ gì. Trương Dương nói, hình như y vẫn chưa dứt được tình đối với vợ của anh phải cẩn thận. Lương Thành Long nói, anh nói còn có thể có những người cũng cầm được mấy tấm ảnh này hay không? Trương Dương nói, ảnh chụp thì chứng minh được cái gì? Lương Thành Long nói, nhưng nếu như vạn nhất mấy tấm ảnh này bị phát tán ra ngoài, mặt mũi của tôi biết giấu chỗ nào? Trương Dương nói, tôi con mẹ nó mới bị oan chứ? Lương Thành Long nói, đừng nói chuyện này nữa, sau này nghìn vạn lần đừng nói ra nữa. Kỳ thực trong lòng Lương Thành Long cũng có chút tính toán, Trình Quốc Bân là đáng ngờ nhất, y muốn phá hư tình cảm của mình với Lâm Thanh Hồng, có lẽ chính là y bay ra âm mưu này, chỉ có điều y không nghĩ tới Trương Dương lại ở cùng một chỗ với Lâm Thanh Hồng, cho nên kế hoạch của y không thực hiện được. Lương Thành Long nói không đề cập tới chuyện này là không muốn Trương Dương tiếp tục nói xàm, chuyện trong nhà hắn muốn sử dụng cách của mình để giải quyết. Khi cuộc thi đấu tiến vào ngày thứ ba, hội nghị công tác thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia mời dự họp chính thức khai mạc tại lễ đường thể dục. Ngày đầu tiên của hội nghị là Phó Chủ tịch tỉnh Vân An Hồng Vĩ Cơ đích thân đến đây đọc diễn văn. Hồng Vĩ Cơ là thủ trưởng cũ của Trương Dương, trong quá khứ y đã từng đảm nhiệm bí thư thành ủy của Giang Thành, sau lại bởi vì tác phong sinh hoạt có vấn đề nên phải chuyển đi. Phải nói Hồng Vĩ Cơ từ sau khi rời Giang Thành vẫn là chú ý giữ gìn thể diện. Sau khi đi tới Vân An đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh cũng biểu hiện rất cẩn trọng, tại trong mắt dân chúng Vân An, Hồng Vĩ Cơ cũng được cho là một vị chủ tịch tỉnh không tồi. Trương Dương biết rất rõ nội tình của Hồng Vĩ Cơ nên khi nhìn y chậm rãi nói trên đài chủ tịch, trong lòng hắn tràn ngập khinh thường, Thường Hải Tâm cũng tương đối quen thuộc với Hồng Vĩ Cơ, trước khi Hồng Vĩ Cơ đi tới Giang Thành trước, đã làm tại Lam Sơn rất nhiều năm, đã từng cùng phe với Thường Tụng cha nàng. Thường Hải Tâm nói, tài nói của chú Hồng thực sự tốt. Trương Dương cười nói, cũng chỉ là tài nói tốt mà thôi, còn việc làm thì nên xem ông ta đã làm bao nhiêu chuyện tại Giang Thành. Thường Hải Tâm cười nói, hình như anh có chút ý kiến với ông ấy. Trương Dương nói, cũng không phải trong một tỉnh, vậy còn có ý kiến gì, chỉ là anh cảm thấy cán bộ bây giờ, cứ nghĩ rồi nói trước, sau đó mới suy nghĩ đến việc có thể làm được hay không. Đa số người trong thể chế chỉ là lý luận suông, người làm được việc thực sự thì quá ít. Lý Hồng Dương ngồi ở phía bên trái của Trương Dương, nghe thế không kìm được cười vui vẻ, thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương quá bi quan rồi, kỳ thực đội ngũ cán bộ Nam Vũ chúng ta vẫn là tương đối trong sạch. Trương Dương nói, lời này anh cũng tin tưởng được sao? Chỉ là chuyện Nam Tích lần này mà đã có mấy người thường ủy rớt đài rồi. Anh lại có thể dùng hai chữ trong sạch để hình dung sao? Lý Hồng Dương có chút ngại ngùng cười cười.
Thường Hải Tâm nói, hiện tượng người hủ bại chỉ là cá biệt trong đảng, không phải là toàn bộ, chủ nhiệm Trương, anh cũng không thể lấy thiên lệch toàn bộ. Trương Dương cười nói, tôi chỉ là trong mắt không chịu được hạt cát, kỳ thực tôi cũng tin tưởng đa số cán bộ đảng viên vẫn là tốt, trong mỗi người nhân tính luôn luôn có một mặt sáng. Nói đến đây, Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới chủ tịch xã Hắc Giả Sơn Hồ Ái Dân, khi người này đang trên vị trí chủ tịch xã cũng không xứng chức, con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào quan chức, một lòng muốn hướng đi lên phái trên, nhưng tại lúc xảy ra lũ lụt, lại liều thân ra bỏ mình để cứu người, chứng minh bản chất của hắn cũng không xấu. Có thể là thời đại phát triển, đang cấp tốc xây dựng phát triển kinh tế, dẫn đến việc xây dựng văn minh tinh thần chưa đồng bộ cho nên rất nhiều cán bộ trong đảng tại dưới loại tình thế này nổi lên dao động trong tư tưởng. Quá khứ Trương Dương vẫn cho rằng xây dựng văn minh tinh thần chỉ là lời nói suông, nhưng theo kinh nghiệm hắn trải qua nhiều hơn làm cho hắn phát hiện xây dựng văn minh tinh thần thực sự rất quan trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên của Hội nghị Công tác Thể dục Quốc gia, cho nên đặc biệt an bài một ít tiết mục biểu diễn, sau khi mấy vị lãnh đạo phát biểu dài dòng diễn thuyết chừng hơn nửa tiếng, tiết mục biểu diễn chính thức bắt đầu. Tiết mục thứ nhất là múa tập thể do đám trẻ con em cán bộ nhân viên của thành phố Nam Vũ biểu diễn. Trương Dương nhìn bọn nhỏ khả ái trên sân khấu kia không khỏi nở nụ cười, Thường Hải Tâm nhỏ giọng nói, xem bọn nhỏ nhảy múa còn thú vị hơn nghe các ông ấy phát biểu. Trương Dương thấp giọng nói, em thích trẻ con. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, mặt Thường Hải Tâm cũng đỏ lên, cắn cắn môi anh đào, do dự một hồi mới, một tiếng. Trương Dương từ trên vẻ mặt của Thường Hải Tâm đã đoán được nàng đang nghĩ đến nhiều thứ lắm, có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Trong đầu Thường Hải Tâm cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được, hai ngày nay cùng Trương Dương kích tình triền miên, cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện tránh thai, mình sẽ không có thai chứ. Nếu như thực sự có thai, vậy chẳng phải là xấu hổ chết người đi được. Vì một câu nói của Trương Đại Quan Nhân khiến cho cảm xúc của Thường Hải Tâm phập phồng, đứng ngồi không yên. Các cán bộ thể dục bị tiếng cười hoan ca của bọn nhỏ lây nhiễm, mọi người đều vỗ tay. Nhưng trong lúc mọi người ở đây đều đang chìm đắm tại trong vui sướng, ngọn đèn trên sân khấu bỗng nhiên phụt tắt, sau đó liền ngửi thấy được một cổ mùi vị cháy khét, ngọn lửa từ trên màn sân khấu thoáng cái bốc lên, hầu như tại trong nháy mắt đã bốc lên tấm bảng phía trên sân khấu. Tất cả bọn nhỏ còn chưa kịp đi tới lối ra đều bị dọa ngây người, đứng ở trên sân khấu chẳng làm sao làm tốt, cả đám khóc lớn lên. Cả hội trường hoảng loạn lên, rất nhiều người xoay người hướng phía cửa an toàn chạy đi, Trương Dương cùng Thường Hải Tâm cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện hỏa hoạn đột phát này, Trương Dương hướng Thường Hải Tâm nói em theo lão Lý đi ra chỗ an toàn trước đi. Thường Hải Tâm kinh hãi nói, anh muốn làm gì? Trương Dương nói, anh đi cứu bọn nhỏ. Đám quan viên tại hiện trường trước việc hỏa hoạn bất thình lình xảy ra rối loạn thành một đoàn, cả đám đều chen chúc tới lối ra an toàn. Trong bóng tối bỗng nghe được có người lớn tiếng kêu lên, mọi người bình tĩnh, ở lại vị trí của mình, tránh ra nhường chỗ trên lối ra an toàn, để cho các lãnh đạo đi trước. Trương Dương vừa nghe lời này liền bốc lửa, giận dữ hét, nhường chỗ con mẹ nó dám thối. Mau cứu bọn nhỏ trước. Một thanh âm cũng theo đó giống lên, toàn bộ con mẹ nó đều tránh qua một bên cho tôi là Ngưu Tuấn Sinh, các đội viên của tôi nghe đây, cùng tôi đi cứu bọn nhỏ. Ngưu Tuấn Sinh cũng đẩy đoàn người ra. Liều mạng chen đến hướng sân khấu đi tới. Ngưu Tuấn Sinh ngồi ở hàng trên, hắn còn cách sân khấu gần hơn Trương Dương, hắn là người đầu tiên nhảy lên trên sân khấu, ôm lấy một đứa bé đang khóc nỉ non thả xuống. Năng lực thăng bằng siêu cường của Trương Đại Quan Nhân rút cục phát huy công dụng, hắn dẫm lên lưng ghế dựa vượt qua đoàn người đi tới trước sân khấu, bước chân vừa rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, có một bàn tay liền đẩy hắn ra, tránh chỗ, để cho Bộ trưởng Lưu đi trước. Trương Dương mới vừa kìm nén tức giận khi nghe được câu vừa rồi, bây giờ lại gặp phải loại chuyện này, căn bản là bất chấp tất cả, một quyền rồi một quyền đánh thẳng giữa mặt đối phương, đánh cho tên kia kêu trời kêu đất ngã ngồi ở trên mặt đất, bưng mũi, máu tươi chảy ròng, kêu thảm thiết nói, làm sao anh đánh người? Thằng này ngu vãi, thế mà còn hỏi, đáng đánh. Trương Dương không nhiều lời vô ích với y, nhảy lên trên sân khấu, lúc này mấy tên đệ tử của Ngưu Tuấn Sinh, Thường Hải Tâm, Lý Hồng Dương đều từ trong đám người chen đến trước sân khấu, bọn họ phụ trách tiếp ứng cho Trương Dương cùng Ngưu Tuấn Sinh ôm bọn nhỏ xuống từ trên sân khấu. Trương Dương hét lớn, tất cả không cần kinh hoàng, lửa không lớn, cứu bọn nhỏ trước, thanh âm của hắn dùng 10 phần công lực hét to, chấn cho màng tai mỗi người đều kêu ông, đám người công tác thể dục này từ trong kinh hoàng lúc đầu dần bình tĩnh lại,
Quả thật, lửa là từ trên sân khấu đi lên, thế lửa còn chưa lan đến phạm vi bên ngoài sân khấu, trên sân khấu còn có hơn 20 đứa bé. Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Vĩ Cơ đang trên đường chạy trốn nghe được những lời này của Trương Dương cũng thanh tỉnh lại, y bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, phẫn nộ đẩy hai gã nhân viên đang kéo y hướng về phía cửa an toàn đào tẩu nói, đừng kéo tôi. Đi cứu bọn nhỏ. Ngưu Tuấn Sinh từ trên sân khấu ôm lấy một đứa bé gái đang bị hoảng loạn chạy tới bên rìa sân khấu, bỗng nhiên bảng đèn từ trên sân khấu chợt rơi xuống, Ngưu Tuấn Sinh nghe thấy tiếng nổ trên đỉnh đầu, kinh hãi ngẩng đầu lên, trong lúc nguy cấp hắn làm ra một cái động tác vô ý thức, đem bé gái kia gắt gao ôm vào trong ngực, dùng thân thể bảo vệ xung quanh cho tính mạng bé nhỏ kia. Mắt nhìn thấy bảng đèn sẽ nện xuống thân thể của Ngưu Tuấn Sinh, một thân ảnh cao lớn chợt vọt qua, hắn vung lên song trường, vững vàng bắt được bảng đèn. Hét lớn một tiếng, lại có thể giơ bảng đèn nặng nề như vậy lên cao trên đỉnh đầu. Bởi vì lửa đốt nóng nên một mặt bảng đèn đã nóng đỏ lên, bất luận kẻ nào cũng có thể tưởng tượng được, người đàn ông dũng cảm xông lên này phải thừa nhận thống khổ như thế nào. Ngưu Tuấn Sinh nhìn hắn một cái, gã không nghĩ tới người tại trước mặt sống chết lao thân ra cứu mình cùng bé gái này một mạng lại có thể là Trương Dương. Trương Dương hét lớn, nhìn cái gì, còn không mau cứu người. Ngưu Tuấn Sinh này mới hồi phục lại tinh thần, cuống quýt ôm bé gái trong lòng giao cho Thường Hải Tâm ở phía dưới sân khấu. Mọi người đã bình tĩnh lại, càng nhiều người quay đầu lại qua trợ giúp bọn họ cứu viện, hiện trường khói đặc cuồn cuộn, tầm nhìn trong toàn bộ lễ đường rất thấp, Ngưu Tuấn Sinh bị khói hun làm cho chảy nước mắt liên tục, gã lớn tiếng nói còn có ai ở trên sân khấu nữa không? Trương Dương giơ bảng đèn, hắn không dám hạ xuống, lớn tiếng nói, ở phía trái của tôi, trong góc còn có một đứa bé nữa. Ngưu Tuấn Sinh căn bản không mở ra được mắt, gã lục lọi hướng bên trong đi đến, đi vài bước rốt cục nghe được tiếng khóc, thính lực của gã đương nhiên không cách nào so với Trương Dương. Ngưu Tuấn Sinh mất một phen công phu mới tìm được đứa bé đang khóc nỉ non kia, bế nó đi ra. Lúc này toàn bộ sân khấu đều đã bị khói mù của lửa đỏ tràn ngập, Ngưu Tuấn Sinh cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Trương Dương kêu giống lớn, tôi ở chỗ này, hướng qua phía tôi đi. Theo tiếng của Trương Dương. Ngưu Tuấn Sinh đi tới bên người hắn, Trương Dương nói, mau rời khỏi đây. Mấy người ở phái dưới sân khấu hỗ trợ cứu viện thấy thế lửa bắt đầu lan tràn ra xung quanh, phải lùi về phái sau một chút, Ngưu Tuấn Sinh ôm bé trai kia nhảy xuống sân khấu, Lý Hồng Dương cùng Thường Hải Tâm thấy từ trên sân khấu có một người nhảy xuống, vốn tưởng rằng là Trương Dương, đến gần mới nhìn thấy là Ngưu Tuấn Sinh, toàn bộ sân khấu đã rơi vào trong một mảnh biển lửa, Thường Hải Tâm lo lắng tới cực điểm cao giọng gọi, Trương Dương. Lý Hồng Dương cũng gào theo, chủ nhiệm Trương. Trên sân khấu truyền đến một tiếng nổ do vật năng rơi xuống đất, trong bụi mù, Trương Dương ném bảng đèn rồi nhảy xuống từ trên sân khấu, hắn lớn tiếng nói, mau lui lại, đều đứng ở chỗ này làm gì. Đi mau, nguy hiểm. Thường Hải Tâm lúc này mới yên lòng, vài người cùng nhau yểm hộ mấy đứa bé hướng về cửa ra an toàn lui lại. Trên cơ bản thế lửa đều tập trung tại trên sân khấu. Tuy rằng trong lễ đường tràn ngập khói mù nhưng cũng may tốc độ thế lửa lan ra cũng không nhanh. Khi bọn Trương Dương đi tới cửa ra an toàn, nhìn thấy Phó Chủ tịch tỉnh Vân An Hồng Vĩ Cơ cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lưu Thành Bình đều đứng ở trước lối ra an toàn, hai người thoạt nhìn tựa hồ đang chỉ huy sơ tán, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hai vị lãnh đạo này thực sự là cáo giả, vị trí này tiến có thể công lùi có thể thủ, nếu như rời khỏi lễ đường, không chừng sẽ có người nói bọn họ lâm trận bỏ chạy. Nhưng nếu ở lại trong lễ đường thì không biết sẽ có cái tình huống gì. Vạn nhất không thể khống chế được thế lửa thì không may sẽ đem tính mệnh bỏ ở bên trong. Thấy mấy đứa bé đi ra, Hồng Vĩ Cơ liền bước dài hướng lên, rốt cuộc vẫn là lão tướng lăn lộn lâu năm trong chính đàn, bản lĩnh diễn trò quả thực không tầm thường, ôm một cái đã ôm lấy một bé gái đang khóc vào lòng, cả vành mắt cũng đỏ lên, cũng không biết là vì áy náy hay là bị khói lửa hun cho chảy ra, Phó Chủ tịch tỉnh Hồng xúc động nói, con à. Con chịu khổ rồi. Đa số mọi người chung quanh bị hành động cao siêu của Phó Chủ tịch tỉnh Hồng này lừa gạt, trong lòng nói vị Phó Chủ tịch tỉnh Hồng này thực sự là yêu dân như con. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lưu Thành Bình trong lòng sáng lên, y chỉ hận mình sao không tranh lấy một đứa bé trước Hồng Vĩ Cơ, có điều là vẫn còn có cơ hội, cũng liền ôm một cái lấy một bé gái đang khóc, một bên khuyên giải an ủi đứa bé, một bên hướng tới Trương Dương từ bên trong đi tới hỏi, bên trong còn có người hay không? Trương đại quan nhân nhìn thấy bộ dạng làm bộ làm tịch của hai người này thì có chút buồn nôn, hắn lạnh lùng nói, sao ông không tự mình đi nhìn đi. Một câu nói này làm cho Lưu Thành Bình thiếu chút nữa nghẹn chết, Hồng Vĩ Cơ đã sớm lĩnh giáo tính tình của Trương Dương,
Trong lòng cười thầm, Lưu Thành Bình không hiểu được xem xét thời thế, lúc này còn chủ động tìm rủi ro. Trương Dương đem một đứa bé trai trong lòng giao cho nhân viên công tác, lúc này, lính phòng cháy chữa cháy cùng xe cứu thương đều đã tới rồi. Thế lửa của lễ đường thể dục cũng không lớn, một lúc sau cũng đã khống chế được thế lửa, hiện trường chỉ có mấy người bị vài vết thương nhẹ, cũng không phải bởi vì trận hỏa hoạn thình lình xảy ra này, mà là bởi vì lúc hỏa hoạn phát sinh bị chen chúc dẫm đạp tạo thành, bình thường 90% người chết trong đám cháy là do tranh nhau chạy mũ mũ. Trương Dương đi ra chỗ cung cấp nước ngoài cửa lễ đường rửa mặt, tẩy rửa hết cho bụi khi chạy trong đám cháy trên mặt đi, vừa vặn Ngưu Tuấn Sinh cũng qua rửa mặt, ánh mắt hai người gặp nhau, đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại cũng không có ai nói chuyện. Trương Dương dẫn đầu nở nụ cười, đi qua lần hỏa hoạn này hắn phát hiện trên người vị huấn luyện viên Ngưu Tuấn Sinh truyền kỳ này không chỉ tồn tại ngạo khí, cũng tồn tại rất nhiều điểm sáng. Ngưu Tuấn Sinh cũng cười, gã hướng Trương Dương giơ ngón tay cái lên, người tốt. Có điều là có một điểm Ngưu Tuấn Sinh không giải thích được, khi bảng đèn từ trên cao rơi xuống, lực lượng mạnh kinh người, làm sao Trương Dương tiếp được. Hơn nữa bộ phận bằng sắt của nó đều bị cháy đến đỏ bừng, hắn chỉ bằng vào một đôi nhục trưởng tiếp lấy, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không bị thương, thực sự làm cho gã khó hiểu. May mắn nhất chính là, tất cả trẻ con tham gia biểu diễn không có đứa nào bị thương, có điều là khó tránh khỏi kinh hãi. Thường Hải Tâm cùng mấy nữ đồng chí đang ở chỗ kia hỗ trợ an ủi bọn nhỏ khỏi cơn kinh hoàng. Bởi vì hội nghị mời người làm việc thể dục dự họp trong lễ đường thể dục là hội nghị do Ủy ban Thể dục Quốc gia mời, cho nên ảnh hưởng rất lớn. Lãnh đạo tỉnh ủy Vân An, thành ủy Nam Vũ đối với sự kiện cháy lần này rất coi trọng, phản ứng thần tốc, lúc này liền xuất động trung đoàn phòng cháy chữa cháy của thành phố Nam Vũ, trong khoảng thời gian ngắn lửa lớn đã bị dập tắt. Đội trưởng Trung đoàn Phòng cháy chữa cháy thành phố Nam Vũ Trình Quốc Bân đang đứng ở đó hướng Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Vĩ Cơ báo cáo tình huống, nguyên nhân đã điều tra rõ, là bởi vì vi mạch sân khấu bị chập tạo thành, sau đó dẫn lửa lên màn sân khấu, nhanh chóng tạo thành trận hỏa hoạn này, ở hiện trường chỉ có 4 người bị thương nhẹ, tất cả đám nhỏ đều không có việc gì. Hồng Vĩ Cơ nghe được kết quả này, như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm nói, tôi đã sớm nói qua, phải cực kỳ chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy. Nhất định phải làm cho tốt công tác phòng cháy chữa cháy, may mà phát hiện trận hỏa hoạn đúng lúc, không gây thành đại hỏa. Lúc này phóng viên của đài truyền hình của tỉnh cùng với các tòa soạn báo truyền thông đã đi tới hiện trường, nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh ở chỗ này, tất cả đều vây tới phỏng vấn. Hồng Vĩ Cơ ôm lấy một đứa bé này vẫn còn chưa khôi phục lại từ trong kinh hãi, lại rất bất hạnh bị Phó Chủ tịch tỉnh Hồng ôm lấy làm đạo cụ biểu diễn. Trương Dương từ xa xa nhìn Hồng Vĩ Cơ. Thấy vẻ mặt thằng nhãi này ngưng trọng, vô cùng đau đớn nói, chúng ta nhất định phải phòng bị, kiên quyết ngăn chặn loại chuyện này xảy lần thứ hai, người cộng sản chúng ta, vĩnh viễn đem an toàn tính mạng cùng tài sản của nhân dân đặt ở vị thứ nhất, chúng ta. Một thanh âm rất đột nhiên cắt đứt lời hùng biện của Hồng Vĩ Cơ, Phó Chủ tịch tỉnh Hồng, tôi muốn hỏi một vấn đề, khi hỏa hoạn phát sinh, tôi đã ở hiện trường, xin hỏi, là ai hô lớn, tránh ra, để cho lãnh đạo đi trước? Lúc đó sân khấu trên có nhiều đứa bé như vậy, lúc đó người này lại hô như vậy, hắn có đem tính mạng cùng tài sản của nhân dân đặt ở vị thứ nhất hay không? Tất cả camera đều tập trung tại trên mặt của Hồng Vĩ Cơ. Sắc mặt Hồng Vĩ Cơ tái nhợt, hai đạo lông mày rậm nhíu cùng nhau, y chỉ dừng lại giây phút rồi lập tức lớn tiếng nói, không có chuyện như vậy, tôi đã ở hiện trường, tôi không nghe được có người nói như vậy. Tôi cùng Ủy ban Thể dục Thể thao chủ nhiệm Lưu Tại trước khi khống chế được hỏa hoạn cũng không có rời khỏi hiện trường. Chúng tôi phải nghĩ cách cứu những đứa bé này, thẳng đến khi bảo đảm tất cả bọn nhỏ đều thoát khỏi nguy hiểm, chúng tôi mới rời khỏi hiện trường. Bé trai vốn đang kinh hồn ở trong lòng Hồng Vĩ Cơ lại bỗng nhiên nói, ông này. Cô giáo nói bé ngoan không nên nói dối. Không phải ông cứu cháu, là hai chú kia, bởi vì nguyên nhân Hồng Vĩ Cơ ôm nó nhìn được khá xa. Bàn tay nhỏ bé chỉ hướng Trương Dương cùng Ngưu Tuấn Sinh đứng ở xa xa. Sắc mặt của Hồng Vĩ Cơ như bị người ta đánh một cái bạt tai, từ xanh biến trắng, trong cả cuộc đời chính trị của y, chưa bao giờ đối mặt với cục diện quá xấu hổ như vậy. Hiện trường bỗng nhiên yên lặng xuống tới, yên tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được, các phóng viên không ai nhắc lại vấn đề, một gã phóng viên trước hết xoay người sang chỗ khác đem bóng lưng lưu lại cho Hồng Vĩ Cơ, hướng Trương Dương cùng Ngưu Tuấn Sinh đi đến, một người. Hai người, ba, tất cả phóng viên đều đi qua, đem Trương Dương cùng Ngưu Tuấn Sinh vây quanh ở trung tâm. Hồng Vĩ Cơ đứng ở nơi đó, y bỗng nhiên cảm giác được mình thành một diễn viên trong vở hài kịch. Hồng Vĩ Cơ chậm rãi bỏ đứa bé trai kia xuống, bé trai này lớn tiếng gọi, ông nội.
Hồng Vĩ Cơ ngẩng đầu, Phó Chủ tịch tỉnh Vân An, Thường ủy tỉnh Vân An, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Vũ Tiêu Nãi Vượng xuất lĩnh các thành viên đảng ủy đi tới hiện trường. Hồng Vĩ Cơ thực sự là không nghĩ tới đứa bé mình ôm để chế tạo biểu tượng thân dân, lại có thể là cháu trai của Tiêu Nãi Vượng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lưu Thành Bình có chút đồng tình nhìn Hồng Vĩ Cơ, xem ra làm gì cũng không thể làm quá, thảo nào cổ nhân nói, tốt quá hóa dở, diễn trò cũng phải chú ý một giới hạn, vị phó chủ tịch tỉnh Hồng hiển nhiên là không làm tốt về mặt này, ngay cả trẻ con cũng không nhìn được. Chương 665, phân rõ cao thấp. Năm nay Tiêu Nãi Vượng 52 tuổi, năm nay đã là năm thứ năm y đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Nam Vũ. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, Tiêu Nãi Vượng rất có khả năng trở thành chủ tịch tỉnh Vân An kế tiếp. Hồng Vĩ Cơ luôn coi Tiêu Nãi Vượng nghi là đối thủ cực mạnh của mình, có điều là đó chỉ là một phía y tình nguyện. Tại Vân An, nhất là tại thành phố Nam Vũ, danh vọng cùng người ủng hộ Tiêu Nãi Vượng đã vượt xa qua Hồng Vĩ Cơ, Tiêu Nãi Vượng còn có một ưu thế Hồng Vĩ Cơ không có được. Phụ thân của y là phó chủ tịch thường ủy Hội đồng Nhân dân Tiêu Thiện Duyên, là một lãnh đạo lão thành đức cao vọng trọng trong đảng. Tiêu Nãi Vượng xông lên dùng một tay ôm lấy cháu trai, y là bí thư thành ủy thành phố Nam Vũ không sai, nhưng cũng đồng dạng là một người ông. Sau khi vững tin cháu mình không có bất luận cái tổn thương gì, Tiêu Nãi Vượng mới yên lòng, y hướng Hồng Vĩ Cơ gật đầu, đánh một cái bắt chuyện mang tính lễ tiết, cũng không nói nhiều lời. Đội trưởng phòng cháy chữa cháy thành phố Nam Vũ Trình Quốc Bân cuống quyết đi tới trước mặt Tiêu Nãi Vượng, hướng tới y báo cáo tình huống, đối với đám cán bộ thành phố Nam Vũ này mà nói. Tiêu Nãi Vượng mới là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, tại trong mắt bọn họ Tiêu Nãi Vượng quan trọng hơn so với Hồng Vĩ Cơ nhiều lắm. Tiêu Nãi Vượng nói rất ngắn gọn, thế nhưng đánh rất trúng chỗ quan trọng, điều tra rõ người có trách nhiệm, tất cả người có trách nhiệm liên quan, một người cũng không thể buông tha. Trong vòng 3 ngày, phải điều tra ra toàn bộ kết quả, đem kết quả báo cáo đến chỗ tôi. Ánh mắt của y tìm được bí thư ủy ban thể dục thể thao của thành phố Nam Vũ là Viên Cường trong đám người, trước mặt nhiều người như vậy. Hướng Viên Cường nói, anh bị cách chức. Đồng dạng là phó chủ tịch tỉnh, Hồng Vĩ Cơ so sánh với Tiêu Nãi Vượng thì y khiếm khuyết loại khí phách mạnh mẽ vang dội này. Hai người so sánh với nhau, cao thấp lập tức phân rõ. Cho dù Tiêu Nãi Vượng đến cũng không hấp dẫn lực chú ý của các phóng viên, hầu như tất cả các phóng viên đều xúm lại quanh Trương Dương cùng Ngưu Tuấn Sinh, hai người này mới là anh hùng ngày hôm nay nghĩ cách cứu viện bọn nhỏ, Trương Đại Quan Nhân không muốn nháo ra cái danh tiếng này. Nhưng bây giờ đã không phải do hắn nữa, tất cả trường thương đoàn pháo đều nhắm ngay bọn họ. Ngưu Tuấn Sinh đã nhìn quen loại tràng diện này, bản thân hắn chính là huấn luyện viên huy chương vàng vinh quang tột đỉnh, hơn nữa ngày hôm nay dũng cảm cứu đám trẻ. Chuyện này cực kỳ tiêu điểm, đương nhiên sẽ trở thành nhân vật phỏng vấn trung tâm. Khi Ngưu Tuấn Sinh chậm rãi nói thì Trương Dương tìm một cơ hội, vất vả lắm mới từ trong vòng vây của phóng viên chạy thoát đi ra ngoài. Đi tới bên người Lý Hồng Dương. Lý Hồng Dương túm hắn đến một bên, thần thần bí bí nói, chủ nhiệm Tạ bị thương. Trương Dương sửng sốt một chút, trong lòng nói làm sao Tạ Vân Phi lại có thể bị thương. Cũng không thấy y nhảy vào đám cháy dũng cảm cứu người mà. Lý Hồng Dương nói, gãy xương mũi. Trương Dương hướng về phía xe cứu thương nhìn lại, đã thấy Tạ Vân Phi đang ở đàng đó tiếp thu trị liệu, hai mắt cũng tràn ngập cừu hận cùng oán độc hướng hắn nhìn qua, Trương Dương lúc này bỗng nhiên chợt nghĩ tới. Ngày hôm nay mình đánh một quyền kia có thể là nện tới mặt Tạ Vân Phi, đã thấy lạ là làm sao nghe thanh âm nói để cho lãnh đạo đi trước kia lại quen thuộc như vậy. Hóa ra là do tên này gọi ra. Tạ Vân Phi quả thật nói để cho lãnh đạo đi trước, có điều là y không phải là người đầu tiên nói câu nói đó. Lúc y họp ngày hôm nay ngồi cách phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lưu Thành Bình rất gần, khi phát sinh hỏa hoạn, người khác đều cố gắng tự mình chạy trốn, Tạ Vân Phi lúc đầu cũng muốn trốn. Nhưng sau đó y lại ý thức được đây là một cơ hội tốt, hoạn nạn thấy chân tình, lúc này mà bảo vệ lãnh đạo, so với tặng bất cứ vật gì đều quý hơn, cho nên thằng nhãi này chủ động hộ vệ tại bên người Lưu Thành Bình. Câu nói để lãnh đạo đi trước lúc đầu cũng không phải y hô lên, có điều là khi Trương Dương ngăn cản lối đi của bọn họ, y cũng không thấy rõ là ai, giơ tay muốn đem Trương Dương đẩy qua chỗ khác để cho lãnh đạo đi trước, kết quả là một quyền liền nện ở trên mặt y. Lúc đó Trương Dương nóng lòng cứu người không để ý là y. Nhưng Tạ Vân Phi thấy rõ là Trương Dương đánh y. Tuy rằng Tạ Vân Phi oán hận tới rồi cực điểm, nhưng ngày hôm nay đánh rất răng cửa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, ai bảo y kêu một tiếng để cho lãnh đạo đi trước, lúc đó y thật không bận tâm đến nhiều thứ như vậy, người khác kêu như thế, y cũng kêu theo như thế, sự quan tâm của y đối với lãnh đạo cũng thực sự là phát ra từ nội tâm,
nhưng bây giờ chuyện đi qua, y hồi tưởng lại một chút, mình thật sự không nên kêu như vậy, câu nói kia quá xấu. Có ký giả vẫn đang bắt lấy chuyện ngày hôm nay có người kêu để lãnh đạo đi trước không tha, tuy rằng Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Vĩ Cơ đã phủ nhận chuyện này, nhưng mà ngày hôm nay không ít phóng viên ở ngay tại hiện trường, bọn họ chính tai nghe được có người hô lên những lời để cho lãnh đạo đi trước này. Nếu Hồng Vĩ Cơ đã lảng tránh vấn đề này, vấn đề đồng dạng liền hỏi tới trên người bí thư thành ủy thành phố Nam Vũ thành ủy Tiêu Nãi Vượng. Khi Tiêu Nãi Vượng nghe thấy vấn đề này, hai đạo lông mày rậm nhíu cùng một chỗ, y lớn tiếng nói, tuy rằng tôi không có mặt tại hiện trường, nhưng là cháu trai của tôi ngày hôm nay cũng ở trên sân khấu, nếu như tôi ở tại hiện trường, nếu như tôi biết được là ai hô lên những lời để cho lãnh đạo đi trước đó, nhất định tôi sẽ xông lên hung hăng cho hắn một cái bạt tai, người như thế không xứng đáng là cán bộ của đảng, người như thế ngay cả làm người cũng không xứng. Tôi ở đây hướng tất cả dân chúng thành phố Nam Vũ đảm bảo, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn ngày hôm nay, cùng với việc phát sinh phía sau, tôi nhất định sẽ tra ra rõ ràng, tôi sẽ nhanh chóng cho nhân dân thành phố Nam Vũ một cái công đạo. Trương Dương trở lại khách sạn thể dục, tắm sạch một cái, tuy rằng hắn thâm nhập tuyến đầu cứu người nhưng hắn cũng không có bị bất luận cái tổn thương gì, khi đang tắm thì nghe thấy bên ngoài có người qua thăm hỏi, Trương Dương tại trong phòng tắm, mặc áo dài vào rồi đi ra ngoài, hắn cũng thật không ngờ người đến lại chính là bí thư thành ủy thành phố Nam Vũ Tiêu Nãi Vượng. Tiêu Nãi Vượng nhìn thấy Trương Dương, chủ động đứng lên, hướng hắn vươn tay tới, đồng chí Trương Dương, tôi là đặc biệt đi qua hướng tới anh biểu lộ lòng biết ơn, cảm ơn biểu hiện anh hùng của anh ngày hôm nay, đã cứu nhiều đứa bé như vậy, trong đó có một đứa là cháu trai của tôi. Ngày hôm nay tới là đại biểu cho toàn thể nhân dân thành phố Nam Thích, cũng là đại biểu cả nhà tôi, hướng anh bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Trương Dương cười nói, bí thư Tiêu quá khách khí rồi, kỳ thực đổi thành bất luận người nào gặp phải loại tình huống này đều sẽ xông lên, tôi chỉ là làm hết bản phận làm người. Trương đại quan nhân lúc đầu muốn nói đảng viên, nhưng suy nghĩ một chút, loại sự tình này nếu là người đều sẽ xông lên đi cứu bọn nhỏ, đảng viên hay không đảng viên cũng không phân biệt gì. Tiêu Nãi Vượng có chút cảm động cầm chặt tay của Trương Dương, đồng chí Trương Dương, không phải ai cũng có dũng khí như cậu. Trương Dương cười nói, ngài đừng khen tôi, khen nữa tôi sẽ mắc cỡ đó, kỳ thực ngày hôm nay một mình tôi cũng không cứu được nhiều đứa bé như vậy, người đầu tiên nhảy vào đám cháy chính là huấn luyện viên Ngưu Tuấn Sinh. Tiêu Nãi Vượng nói, các cậu đều là anh hùng, y buông tay Trương Dương ra, lúc này bên ngoài lại có phóng viên tới. Trương Dương cười nói, tôi phải nhanh mặc quần áo, mặc đồ này không tiện gặp người ta. Tiêu Nãi Vượng cũng nở nụ cười. Trương Dương trốn trong toilet đổi lại quần áo rồi hắn cũng không muốn tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên, bảo Lý Hồng Dương hỗ trợ cản lại cho hắn. Toàn bộ buổi chiều đều tại dưới loại tiếng động rầm rĩ mà vượt qua, thẳng đến gần hết buổi chiều, các lãnh đạo cùng các phóng viên mới lục tục rời khỏi khách sạn thể dục. Trương Dương còn chưa có suy nghĩ tới ăn, tuy rằng phía Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Vũ đã an bài rồi, bọn họ có thể đi tới nhà hàng ăn cơm. Thế nhưng Trương Dương thực sự không rảnh để ứng phó với phỏng vấn của phóng viên, hắn gọi Lý Hồng Dương cùng Thường Hải Tâm, cùng đi tới Bách Vị Trai ăn cơm, đi vào cửa lớn nhà hàng liền thấy Ngưu Tuấn Sinh đang đứng ở đàng kia lấy đồ ăn, Ngưu Tuấn Sinh thấy Trương Dương, nở nụ cười ha ha, Trương Dương cũng cười, lửa lớn một hồi làm cho khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo gần lại rất nhiều. Ngưu Tuấn Sinh chủ động mời nói, chủ nhiệm Trương, anh cũng tới ăn à, cùng nhau ăn đi. Trương Dương cũng không chối từ. Gật đầu nói tốt, có điều là chúng ta trước tiên là nói rõ, bữa cơm này phải do tôi tới mời. Ngưu Tuấn Sinh nói, không cần, lãnh đạo Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta an bài rồi, dù sao còn phải thi đấu vài ngày nữa, anh sẽ có cơ hội mời khách. Hắn rất nhiệt tình mời ba người Trương Dương tới phòng. Ngồi trong phòng đều là mấy quan viên thể dục của tỉnh Duyên Đông, chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Duyên Đông Kim Thụ Cường cũng ở trong đó, y không biết tình huống ngày hôm nay. Thấy Ngưu Tuấn Sinh nhiệt tình mời Trương Dương tiến đến như thế thì hơi có chút buồn bực. Trước đó giữa Ngưu Tuấn Sinh cùng với Trương Dương còn rất đối lập. Trương Dương trước mặt mọi người tại khách sạn Thụy Long làm cho Ngưu Tuấn Sinh khó xử, không nghĩ tới đột nhiên mâu thuẫn giữa hai người liền tiêu tan. Ngưu Tuấn Sinh này quả thực có chút cậy tài khinh người, có điều là bên trong hắn cũng không phải một người xấu. Mỗi người đều sẽ bởi vì thành tích mà sinh ra sự bành trướng của mình. Mấy năm qua đệ tử của hắn liên tiếp cướp vàng giật bạc tại trong nước ngoài nước. Tại giới điền kinh quốc tế làm nổi lên một trận gió xoáy, Ngưu gia quân rất mạnh, sinh ra lòng kiêu ngạo cũng là khó tránh khỏi, người này cho rất nhiều người ấn tượng đều là rất kiêu ngạo, rất bá đạo, có điều là biểu hiện ngày hôm nay của Ngưu Tuấn Sinh tại đám cháy đã hoàn toàn phủ định ấn tượng trong quá khứ của Trương Dương đối với hắn.
Cũng là như thế Ngưu Tuấn Sinh tại trước cơn hỏa hoạn ngày hôm nay đối với người thanh niên Trương Dương này cũng là cực kỳ phản cảm, nhưng mà ngày hôm nay Trương Dương biểu hiện không biết sợ tại thời khắc mấu chốt làm cho Ngưu Tuấn Sinh sinh ra hảo cảm đối với người thanh niên này, nhất là lúc cái bảng đèn sắp rớt xuống đỉnh đầu hắn, nếu như không phải Trương Dương tại thời khắc mấu chốt vươn tay viện thủ, chỉ sợ cả hắn cùng bé gái kia đều khó thoát khỏi cái chết, Ngưu Tuấn Sinh đem phân nhân tình này ghi tạc tận đáy lòng. Khi mọi người đều ngồi xuống, Ngưu Tuấn Sinh cười nói, có câu là không đánh không quen biết, tôi cùng chủ nhiệm Trương ngày hôm nay là trong hoạn nạn thấy chân tình. Một câu nói đem bầu không khí nhất thời thay đổi. Tuy rằng mọi người ở đây đều biết hai người bọn họ dũng cảm tiến vào đám cháy cứu viện bọn nhỏ, nhưng mà cũng không biết Trương Dương cứu mạng Ngưu Tuấn Sinh. Ngưu Tuấn Sinh bưng lên chén rượu nói, ngày hôm nay trước mặt mọi người, tôi phải cho kính rượu cho chủ nhiệm Trương, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Những lời này vừa nói ra miệng, mọi người mới biết được hóa ra Trương Dương cứu tính mạng của hắn, thảo nào quan hệ giữa hai người đột nhiên hòa hoãn như thế. Trương Dương cười nói, nào có khoa trương như vậy, huấn luyện viên Ngưu, phải là tôi hướng anh kính rượu mới đúng, nếu không phải anh nhảy vào đám cháy cứu người trước tiên tác động tới tôi cũng không có can đảm liều chết xông lên đâu. Trương Dương này tốt ở chỗ người ta kính hắn một thước, hắn sẽ kính người một trượng. Ngưu Tuấn Sinh nói, anh mới là anh hùng chân chính. Không phải mỗi người đều có dũng khí tới đỡ cái bảng đèn đó, thực sự không có anh, Ngưu Tuấn Sinh tôi bây giờ đã chết rồi. Tính tình của Ngưu Tuấn Sinh này rất ngay thẳng, hắn nghĩ cái gì liền nói cái đó, cũng không che giấu, cũng bởi vì tính tình này đã đắc tội không ít người, nếu như không phải thành tích dạy học của hắn vô cùng xuất sắc, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ trói buộc hắn. Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Duyên Đông Kim Thụ Cường cười nói, đừng khách khí nữa, hai người các anh đều là anh hùng. Hai người đều đáng cho chúng tôi kính rượu, tới đây, tôi đề nghị, mọi người chúng ta cùng kính hai vị anh hùng một chén. Tính tình Ngưu Tuấn Sinh cùng Trương Dương đều thích rượu giống nhau, nhiều rượu hơn nữa hắn cũng có thể uống, hai người Trương Dương đều uống chừng một cân rượu, Ngưu Tuấn Sinh dẫn theo vài phần cảm giác say, hắn vốn đã nói không ngại cái gì, nương theo men rượu kính càng là có cái gì đều nói tất cả ra bên ngoài, Ngưu Tuấn Sinh đập vai của Trương Dương nói chủ nhiệm Trương, cậu trẻ tuổi hơn tôi. Tôi gọi cậu là một tiếng huynh đệ đi. Trương Dương cười nói tốt, anh là huấn luyện viên huy chương vàng, tôi chỉ sợ trèo cao không nổi. Cái gì trèo cao không nổi, sau này cậu chính là tiểu đệ của tôi chính là anh của cậu, chuyện người khác tôi mặc kệ, nhưng tiểu đệ cậu chỉ cần nói một câu, người làm anh tôi dù có dãi nắng dầm mưa, cũng tuyệt không có nửa câu oán hận. Người trong bàn nhìn hai người bọn họ đều là trợn tròn mắt, đều có chút không rõ, thế giới này biến hóa quá nhanh. Ngày hôm qua hai người còn như hai con gà chọi nhau cùng một chỗ, ngày hôm nay thế nào lại đột nhiên thành huynh đệ, kề vai sát cánh thân thiết như thế này, chỉ mong lời hai người nói không phải rượu nói. Trương Dương nói, cảm ơn anh Ngưu để mắt tới tôi, sau này có chỗ nào cần đến tôi, Ngưu ca anh cứ nói một câu ơi. Trước mặt nhiều người như vậy, hai người liền cấu kết với nhau như thế. Kim Thụ Cường sợ Ngưu Tuấn Sinh uống quá, dù sao Ngưu Tuấn Sinh khác với đám quan viên thể dục bỏ họ. Hắn còn phải gánh vác nhiệm vụ dẫn dắt đội ngũ đi thi đấu, Kim Thụ Cường nói, huấn luyện viên Ngưu, đủ rồi, ngày mai còn có thi đấu, đừng uống nhiều như vậy. Ngưu Tuấn Sinh nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít, các anh không uống thì các anh đi trước đi, tôi cùng tiểu lão đệ của tôi uống vài chén nữa, thi đấu sợ cái gì. Cho dù không có tôi chỉ huy, đám đệ tử của tôi vẫn thừa sức giành giải nhất. Nếu như là quá khứ nói lời này, ai cũng đều tin tưởng. Nhưng từ lúc Ngưu Trấn Vĩ cướp đi huy chương vàng 1.500m nam, tất cả mọi người bắt đầu có hoài nghi đối với thần thoại của Ngưu Gia Quân. Ngưu Tuấn Sinh nói xong cũng nghĩ tới chuyện này, có chút ngại ngùng cười cười, yên tâm đi, sẽ không làm lỡ thi đấu, tôi cùng Trương Lão Đệ nói riêng vài câu. Mọi người từ biểu hiện của Ngưu Tuấn Sinh đã nhìn ra hắn uống quá rồi, ai cũng không tiện ngăn cản hắn. Kim Thụ Cường nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, anh giúp chiếu cố huấn luyện viên Ngưu, không thể để cho anh ấy uống quá. Trương Dương gật đầu cười nói, yên tâm đi. Lý Hồng Dương với Thường Hải Tâm cũng cùng nhau rời khỏi. Chờ tất cả mọi người đi hết, Ngưu Tuấn Sinh lại lấy hai món ăn, cùng Trương Dương mỗi người cầm một chén rượu đế. Trương Dương nói, Ngưu ca, hôm nay chúng lại uống một chén cuối cùng, nếu như uống nữa là làm chậm trễ chính sự. Ngưu Tuấn Sinh cười cười, yên tâm đi, tôi uống cân rượu nữa cũng không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới tửu lượng của cậu cũng lớn như vậy. Huynh đệ à, sao quá khứ tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Hai ta thật đúng là hợp ý. Trương đại quan nhân nở nụ cười, hắn cũng không phát hiện, con người Ngưu Tuấn Sinh này lúc thực sự hiểu rõ cũng rất khả ái.
Ngưu Tuấn Sinh nói, cậu viết chữ giỏi hơn tôi, tử lượng lớn hơn so với tôi, lá gan cũng lớn hơn so với tôi, có điều là tôi chính là không nghĩ ra, cậu tại trong phương diện huấn luyện chạy cự ly dài hẳn là không bằng tôi chứ. Kích thích cho Ngưu Trấn Vĩ 3 vạn đồng, hắn lại có thể chạy nhanh hơn so với thỏ, làm cho hai người đội viên chủ lực của tôi phải nếm thất bại, có phải cậu đã sớm kết quả rồi phải không, cho nên mới dám đánh cuộc với tôi. Trương Dương cười nói, tôi lại giỏi vậy sao? Ngưu Tuấn Sinh lắc đầu nói, không nên nói lời khách sáo, ở chung lâu cậu sẽ biết con người của tôi có cái gì nói cái đó, tôi biết tính tình của mình có chút xấu, bình thường còn có chút tự đại, có điều là tôi không vòng vo, tôi thật sự không nghĩ ra, sau khi thi đấu tôi đã đặc biệt tìm thành tích quá khứ của Ngưu Trấn Vĩ xem hết, không hề xuất sắc, kỹ thuật lúc thi đấu của hắn cũng không được tốt lắm, nhưng chỉ có chạy đến bất tử, thật kỳ quái. Nói thật trong lòng tôi lúc đó hoài nghi các cậu cho hắn uống thuốc kích thích gì đó. Để cho hắn hưng P2LN thành như vậy, nếu không thì thành tích không có khả năng đề cao nhanh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Trương Dương vui vẻ nói, có uống chút hoa quy miết hoàn. Ngưu Tuấn Sinh nghe liền biết Trương Dương là trêu chọc mình, hắn ha hả cười nói, đồ đó vô dụng, nói thật, nếu như không phải vì kinh phí huấn luyện, chúng tôi còn lâu mới đi làm cái loại quảng cáo đó. Hắn bưng lên chén rượu lại chạm ly cùng Trương Dương nói, kết quả kiểm tra nước tiểu đã có. Lúc đầu tôi cảm thấy Ngưu Trấn Vĩ khả năng có chuyện, nhưng sự thực chứng minh hắn không hề có chuyện gì. Lão đệ à, cậu nói cho tôi biết rõ đi, rốt cuộc là vì cái gì nguyên nhân hắn mới có thể đề cao nhiều như vậy. Tuy rằng Trương Dương đã xưng huynh gọi đệ cùng Ngưu Tuấn Sinh, nhưng loại chuyện tình cơ mật này hắn vẫn sẽ không tiết lộ. Chuyện Ngưu Trấn Vĩ được cho hắn châm cho, lợi dụng châm viêm kích phát tiềm năng của một người, trong đương đại cũng chỉ có mình hắn mới có thể làm được, tuy rằng không phải dùng thuốc kích thích. Nhưng từ căn bản mà nói cũng là cùng một dạng với thuốc kích thích, đều là một loại thủ đoạn làm bừa. Trương Dương nói, tôi chính là dùng tiền tài kích thích hắn, tình huống của Ngưu Trấn Vĩ tương đối khó khăn, có thể là hắn tương đối quan tâm tới tiền, cho nên hắn mới liều mạng chạy. Anh ngẫm lại xem, tôi cũng không phải người huấn luyện thể dục chuyên nghiệp, tôi nào có bản lĩnh chỉ đạo hắn. Ngưu Tuấn Sinh ngẫm lại cũng đúng, hắn cảm thán nói, xem ra mỗi người đều có tiềm năng. Thành tích của mỗi người vận động viên đều có thể tại trên cơ sở hiện có nâng lên cao một bước nhanh, vấn đề chỉ là chúng ta có thể móc ra được hay không. Trương Dương gật mạnh đầu chấp nhận, hắn nhắc tới chuyện đại sứ hình tượng, Ngưu ca, đánh cuộc giữa tôi với anh, các anh làm người phát ngôn cho Đại hội Thể thao tỉnh Bình Hải tỉnh tôi sẽ dựa theo quy định trả thù lao cho các anh. Ngưu Tuấn Sinh nói, làm sao? Khinh thường tôi, cho rằng lời tôi nói là dám thối sao? Trương Dương cười nói, thật là không phải ý tứ đó. Ngưu Tuấn Sinh nói, thua chính là thua, tôi không thiếu tiền, huống chi bằng quan hệ giữa hai ta, chuyện của cậu liền là chuyện của tôi, cậu bảo tôi hỗ trợ, tôi bụng làm dạ chịu, chuyện của huynh đệ mình, tôi không giúp cậu thì giúp ai. Trương Dương rèn sắt khi còn nóng nói, Ngưu ca, tôi còn có một chuyện muốn nhờ anh. Nói đi, chỉ cần là tôi có thể làm được. Trương Dương nói, là như thế này, năm nay Nam Thích sẽ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Hải lần thứ 12. Tôi thân là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Thích, sẽ là người phụ trách của đại hội lần này. Tôi tại trước mặt các lãnh đạo đã khoe khoang khoác loác. Tôi nói trong lần thi đấu này đoạt được thứ nhất toàn đoàn cả hai bảng huy chương vàng cùng bảng các huy chương. Có điều là trình độ tổng thể về thể dục của Nam Thích chúng tôi còn thấp. Căn cứ tình hình hiện nay mà xem, ba vị trí đầu là không khó. Về phần vị trí thứ nhất thì có độ khó khăn rất lớn. Ngưu Tuấn Sinh nói, cậu thật là dám khoác loác. Có điều là nam tử hán đại trượng phu. Không dám nói làm sao dám làm. Được rồi, xuất lực giúp cậu, đến lúc đó tôi phái vài tên đệ tử đi qua, giúp cậu đem tất cả huy chương vàng nam nữ đều đoạt hết. Nói xong, Ngưu Tuấn Sinh lại gãi gãi đầu nói, hình như không cho phép thì phải. Các cậu là đại hội tỉnh, không được mời ngoại viện. Trương Dương nói, tôi là muốn mời anh hỗ trợ huấn luyện một vài vận động viên, phương diện thù lao không thành vấn đề, chỉ cần tại trong phạm vi chúng ta có thể thừa nhận là được. Ngưu Tuấn Sinh nói thối lắm, còn cho tôi là anh hay không, nói tiền cái gì, chuyện của cậu liền là chuyện của tôi, chờ chuyện lần này kết thúc, tôi sẽ bớt thời giờ đi tới Nam Tích cậu nhìn xem, chọn những mầm tốt, qua Duyên Đông chúng tôi huấn luyện, nửa năm, không, chỉ 3 tháng là tôi có thể làm cho thành tích của bọn họ nâng cao, cái khác không dám nói, nhưng ở trình độ chạy cự ly dài trong tỉnh Bình Hải các cậu, tôi dám cam đoan bọn họ có thể ôm hết huy chương vàng bạc trong nội dung chạy đường trường. Nếu như cho phép phái 3 người, huy chương đồng khẳng định cũng là của các cậu. Trương đại quan nhân nghe được những lời này của Ngưu Tuấn Sinh thực sự là quá vui mừng,
nội dung chạy cự ly dài tại trong điền kinh chiếm tỷ lệ rất lớn, có thể ôm hết huy chương vàng, chính là hơn 10 chiếc. Quan trọng hơn là, trong quá khứ huy chương vàng của nội dung chạy cự ly dài đều bị Giang Thành cùng Đông Giang chia nhau, không có hy vọng gì, nếu như thực sự có thể làm được, vậy thì Nam Thích bọn họ cũng có được thực lực cùng hai cái thành phố thể dục mạnh mẽ kia tranh tài cao thấp. Trương Dương trở lại khách sạn, Lý Hồng Dương đang chờ hắn, vững tin Trương Dương không uống nhiều, lúc này mới nói, chủ nhiệm Trương, tôi bảo Tiểu Thường đi mua chút đồ rồi, anh rửa mặt, nghỉ ngơi một chút đi, đợi chút nữa chúng ta đi qua chỗ chủ nhiệm Tạ thăm ông ấy một chút. Trương Dương nói, có cái gì mà thăm? Lý Hồng Dương nói, ông ấy bị gãy xương mũi. Trương Dương cười nói, muốn đi thì anh đi đi, tôi không đi. Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm Trương, người ta dù sao là lãnh đạo cấp trên của chúng ta, cho dù là làm bộ, cũng nên đi xem đi. Biết vì sao tôi không đi hay không? Lý Hồng Dương vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Trương Dương gằn từng chữ, chính là tôi đánh gãy xương mũi y đó. Cái gì? Trương Dương nói, không cắt đứt chân của y đã tính là y may mắn lắm rồi. Mặt Tạ Vân Phi đau khổ ngồi ở trên sofa, bây giờ hình tượng của y cực kỳ buồn cười, trên mũi dán khối bông băng dính, trên mặt lại là một mảnh xanh đen, quyền của Trương Dương có uy lực ra sao chứ? Tạ Vân Phi đến bây giờ nghĩ lại còn như một cơn ác mộng, y càng nghĩ càng là uất ức, mình là người lãnh đạo trực tiếp của Trương Dương, tiểu tử hỗn láo này ăn gan hùm mật gấu, lại có thể dám đánh mình. Nhưng chuyện này lại không thể nói rõ lý lẽ, ai bảo y lúc đó hô một tiếng để cho lãnh đạo đi trước, y tin tưởng lúc Trương Dương đánh y, khẳng định có người thấy được, phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lưu Thành Bình khẳng định biết là Trương Dương đánh hắn, có điều là cho tới bây giờ Lưu Thành Bình ngay cả một câu nói an ủi cũng không nói. Tạ Vân Phi cảm thấy nản lòng thoái chí, nếu như không phải vì bảo hộ vị thủ trưởng này, cũng sẽ không nhất thời ý nghĩ phát nóng nói ra câu nói vô liêm sỉ kia. Cũng sẽ không vô duyên cớ vô cớ bị trúng một quyền kia của Trương Dương. Hiện giờ ở bên ngoài dư luận đang rất nóng, đều đang điều tra là ai nói câu nói để cho lãnh đạo đi trước kia, bí thư thành ủy Nam Vũ ủy Tiêu Nãi Vượng còn ở trước mặt công chúng biểu lộ tra đến cùng, nhất định phải tra ra tên bại hoại không để ý tới tính mạng của nhân dân kia. Tạ Vân Phi thế nào đều không nghĩ ra, làm sao mình lại thành bại hoại, bị trúng một quyền cũng không nói, mà hiện giờ ở trong lòng cũng còn thấp thỏm lo âu. Rất sợ chuyện này bị lộ đi ra ngoài. Tạ Vân Phi bị thương, người công tác thể dục của tỉnh Bình Hải đều qua thăm hỏi y, Lý Hồng Dương cũng qua nhưng Trương Dương không đi, Thường Hải Tâm tự nhiên duy trì nhất trí cao độ với hắn, nàng cũng không đi. Lý Hồng Dương đem đồ dinh dưỡng mua tới đặt ở trên bàn trà, nhìn dáng vẻ của Tạ Vân Phi một chút, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút đồng tình, chẳng biết Tạ Vân Phi này có chỗ nào trêu chọc Trương Dương, lại bị hắn đánh thành bộ dạng như này. Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm Tạ, chủ nhiệm Trương chúng tôi có chút việc đi ra ngoài, cho nên ủy thác tôi qua thăm ngài. Lý Hồng Dương không muốn náo chuyện quá cứng, dù sao Tạ Vân Phi là lãnh đạo của bọn họ, nếu như đắc tội y, sau đó trong công việc có khả năng sẽ gặp phải phiền phức không biết được. Hắn lại có lòng tốt như vậy sao? Tạ Vân Phi lạnh lùng nói. Lý Hồng Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tạ Vân Phi nói, đừng tưởng rằng đạt được một chút thành tích liền tự cao tự đại, bất luận cái gì đều phải hiểu được tôn trọng người khác, đều phải nhớ cho kỹ là khiêm tốn cẩn thận. Bởi vì xương mũi gãy, y nói có chút ồm ồm. Lý Hồng Dương có chút hối hận khi tới, hắn tới thăm Tạ Vân Phi chỉ là lễ phép của cấp dưới với cấp trên, không nghĩ tới lại nghe y quát lớn mình như vậy. Tạ Vân Phi bị Trương Dương đánh gãy mũi, tất cả lửa giận trong lòng đều phát tiết lên trên đầu Lý Hồng Dương, Lý Hồng Dương hoàn toàn là thay mặt chịu. Hắn bị gian dậy làm cho đi cũng không được ở lại cũng không xong. Tạ Vân Phi vất vả lắm mới tìm được một chỗ để phát tiết, đương nhiên không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, lúc đang càng nói càng hăng say, thư ký của y từ bên ngoài đi đến, ghé vào lỗ tai y thấp giọng thì thầm vài câu, là phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lưu Thành Bình bảo y đi qua gặp. Tạ Vân Phi nghe thấy lãnh đạo gọi liền không dám chậm trễ, lúc này mới buông tha Lý Hồng Dương, y đi tới gian phòng của Lưu Thành Bình. Thư ký của Lưu Thành Bình đứng ở ngoài cửa chờ y, thấy y đi qua, trên mặt cũng không có bất luận ý cười gì, thấp giọng nói, chủ nhiệm Lưu ở bên trong chờ anh. Tạ Vân Phi thấy vẻ mặt của vị thư ký này trong lòng không khỏi liền thấp thỏm, Lưu Thành Bình tìm mình hẳn là không có chuyện tốt gì. Lưu Thành Bình một mình đứng ở trước bàn làm việc, đang thưởng thức một bức tranh chữ trên bàn, tuy rằng Tạ Vân Phi cách rất xa, vẫn thấy rõ được bức chữ kia chính là Trương Dương viết ra. Lưu Thành Bình biết Tạ Vân Phi đã vào. Lại giả ra bộ không nhìn thấy y, cho nên Tạ Vân Phi chỉ có thể thành thật đứng ở đó.
Một lát sau, Lưu Thành Bình thấp giọng nói, không nghĩ tới Trương Dương viết được chữ tốt như này. Tạ Vân Phi lúc này mới hướng qua, ồm ồm nói, cũng chỉ là mức độ bình thường mà thôi. Lưu Thành Bình ngẩng đầu, nhìn y một cái, anh hiểu thư pháp sao? Tạ Vân Phi á khẩu không trả lời được. Lưu Thành Bình lại nói, nghe nói anh bị thương. Trong lòng Tạ Vân Phi thầm mắng Lưu Thành Bình, thằng nhãi này rõ ràng giả bộ, nếu không phải mình hộ vệ hắn hướng tới lối ra an toàn thoát đi, thì làm sao lại vô duyên cớ vô cớ bị Trương Dương đánh cho một quyền, làm sao mũi lại gãy chứ? Nhưng Tạ Vân Phi lập tức phục hồi lại tinh thần, Lưu Thành Bình nói như vậy là có nguyên nhân, hắn là ám chỉ hắn không biết chuyện mũi mình bị Trương Dương đánh gãy, cái này có ý nghĩa, hắn không nghe được câu nói để cho lãnh đạo đi trước kia. Ngộ tính của Tạ Vân Phi cũng không tồi, y lập tức nói, chủ nhiệm Lưu, lúc hỏa hoạn tôi bị cái gì đó từ trên trần nhà rớt xuống đập trúng mũi, xương có chút gãy, cũng không phải quá nghiêm trọng. Lưu Thành Bình nói, nếu bị thương thì mau trở về nghỉ đi, không cần ở lại họp nữa. Tạ Vân Phi làm sao lại không nghe ra hắn đuổi mình trở về, kỳ thực tuy rằng y gãy xương mũi, nhưng vẫn là có thể làm việc được, sở dĩ Lưu Thành Bình bây giờ muốn đuổi y đi, chủ yếu là không muốn ảnh hưởng của chuyện này tiếp tục mở rộng ra, Lưu Thành Bình đương nhiên sẽ không nói, thế nhưng hắn rất khó đảm bảo gờ những người khác sẽ không nói ra chuyện này, lúc đó Tạ Vân Phi kêu to để cho lãnh đạo đi trước, còn giơ tay đẩy Trương Dương, cho nên mới làm đối phương tức giận, Trương Dương một quyền đánh ngã y xuống đất. Lưu Thành Bình lại ở bên cạnh, không ai so với nhìn thấy toàn bộ quá trình hơn hắn. Bây giờ rất nhiều phóng viên đều đang rêu rao chuyện này, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Vũ Tiêu Nãi Vượng đã ở trước mặt công chúng quyết truy cứu chuyện này tới cùng, cần phải tra ra manh mối. Lưu Thành Bình cảm thấy chuyện này có chút không ổn, vạn nhất tra tới trên người Tạ Vân Phi, phiền phức sẽ rất lớn, hắn đương nhiên không quan tâm tới hạ tràn của Tạ Vân Phi, nhưng mà lúc đó Tạ Vân Phi hiểu rõ quả thực thật sự là hộ vệ hắn trốn tới lối ra an toàn. Một khi việc này trải qua sự thêm mắm thêm muối của giới truyền thông, sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, sẽ mang tới cho mình phiền phức không thể tưởng tượng được. Cho nên Lưu Thành Bình mới ám chỉ cho Tạ Vân Phi nhanh, chỉ khi Tạ Vân Phi rời đi, chuyện này mới có thể rơi xuống. Tạ Vân Phi cũng rất khôn khéo, hiểu rõ ý của Lưu Thành Bình, lập tức nói, lần này tôi qua chính là xin nghỉ với chủ nhiệm Lưu, đêm nay tôi sẽ đi. Lưu Thành Bình gật đầu nói, không có chuyện khác thì anh đi chuẩn bị một chút đi. Dưỡng thương cho tốt. Trong lòng Tạ Vân Phi rất thất vọng, mình khổ sở hộ vệ hắn, đến cuối cùng lại có thể đổi lấy kết quả này, cho dù không có công lao, cũng có khổ lao, bây giờ xảy ra chi huệt, ý nghĩ đầu tiên lại chính là đem mình đá đi, Lưu Thành Bình này quá không trượng nghĩa, cho dù Tạ Vân Phi có lòng chạy cũng không chắc chắn, y còn lo lắng mình vừa đi, tất cả chuyện tình của người khác đều đổ lên trên người y, đến lúc đó y ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Lý Hồng Dương trở lại trong phòng. Sắc mặt rất khó coi, vô duyên vô cớ bị Tạ Vân Phi quát lớn, đổi thành ai khác thì trong lòng cũng không chịu nổi. Trương Dương thấy dáng vẻ của hắn liền không nhịn được nở nụ cười, đã nói anh đừng đi rồi, anh đi sẽ thành chỗ cho y chút giận. Lý Hồng Dương kêu khổ nói, tôi còn không phải là vì anh, vì Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích chúng ta công tác trong thời gian tới sao, nói như thế nào y cũng là lãnh đạo cấp trên của chúng ta, anh đánh y, sau này trong công tác y khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm khó chúng ta. Y dám, Trương Dương nói, Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh còn chưa tới phiên y làm chủ, một phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh mà thôi, anh nhìn xem đức hạnh của y, làm cho mặt mũi Ủy ban Thể dục Thể thao Bình Hải chúng ta mất hết, ngoại trừ vuốt mông ngựa, y còn có thể làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 665.